Nhân vật chính Tozu Muranishi của chúng ta là một nhân viên văn phòng bình thường và dung tục. Tozu làm nhân viên sale của một công ty nhỏ, chỉ là lâu nay anh hướng nội và nhát gan, năng lực nghiệp vụ không ổn một chút nào. Lại đúng lúc nền kinh tế bong bóng của Nhật Bản sụp đổ, thành tích mỗi tháng của Tozu đều đứng chót. Ông chủ kêu anh phải học theo nhân viên gương mẫu Ono, nếu không thì sẽ sa thải anh. Nhưng may là Tozu và Ono này dường như có chung sở thích. Sau khi nói chuyện một hồi, Ono đồng ý thỉnh cầu của anh. Tình hình gia đình của Tozu cũng không được tốt lắm, mẹ của anh, vợ và hai đứa con sống cùng nhau. Nhà chỉ có anh là trụ cột gia đình, vì vậy Tozu rất trân trọng cơ hội học tập với Ono. Chỉ là Ono dường như cũng chẳng truyền thụ cho anh bí quyết bán hàng gì hết, chỉ dẫn anh đi xem phim, đi dạo khắp nơi, nhớ đến khi mình còn nhỏ, cuộc sống bi thảm của mình và ba mẹ trong khu ổ chuột. Tozu thề với lòng nhất định phải cố gắng vươn lên, vì vậy Tozu quyết định nhờ Ono dẫn dắt mình, thông qua thực chiến tích lũy kinh nghiệm. Chỉ là mỗi một căn nhà mà Tozu gõ cửa, gặp được vô số loại người, nhưng cuốn từ bách khoa toàn thư tiếng Anh giá cả đắt đỏ trong tay anh, mãi vẫn không có ai mua. Tozu ủ rũ ngồi trên chiếc ghế dài. Lúc này Ono tổng kết nguyên nhân anh không bán được sản phẩm nào, đó là phải biết cách mê hoặc khách hàng, khen đối phương như một mỹ nữ tuyệt thế khiến họ cảm thấy vui vẻ. Nói xong, Ono dẫn Tozu đến trước cửa một nhà giàu. Đã đến lúc để anh nghiệm thu thành quả rồi. Nhìn nữ chủ nhân của biệt thự, Tozu nhớ tới lời dặn dò của Ono thì lập tức khen cô đẹp như thiên tiên. Người phụ nữ vốn dĩ vô cùng lạnh lùng lập tức bị rung động rồi. Chỉ là lúc này, chồng bà đẩy cửa bước ra, lại là một ông trùm xã hội đen hung thần ác sát. Ono tựa như sớm đã biết chuyện này, nhanh chân tránh xa Tozu. Tozu cũng chỉ đành đâm lao thì theo lao. Vào trong phòng, Tozu hết sức lo sợ, nhìn một loạt hình xăm chi chít trên người ông trùm, trong lòng anh lại càng sợ hãi hơn. Không chỉ có vậy, ông còn dùng gậy đánh gôn để sỉ nhục anh, dọa Tozu sợ đến tè ra tại chỗ, quần ướt hết luôn. Thấy chàng trai trẻ này khá thú vị, ông cho Tozu vào ngồi, muốn nghe xem anh bán hàng kiểu gì. Tozu dũng cảm dùng thế tiến công ngọt ngào, chỉ là không có tác dụng với ông trùm. Bất lực, Tozu chỉ đành giới thiệu tiền cảnh của cuốn bách khoa toàn thư này, nói thời đại sau này việc làm ăn nước ngoài chắc chắn chiếm hàng đầu. Kết quả Tozu không cẩn thận nói sai, chọc giận ông trùm. Thấy mình sắp bị đánh bầm dập, Tozu đột nhiên phát hiện sau lưng ông có tấm ảnh chụp chung với người nước ngoài. Thế là anh trong cái khó ló cái khôn, nói sau khi học được tiếng Anh thì có thể giao lưu thuận lợi với phụ nữ bản địa hơn. Giao lưu này là cái gì? Giữa đàn ông với nhau sẽ tìm được tiếng nói chung. Hai người bắt đầu khoa chân múa tay ra dấu với nhau, càng nói càng hưng phấn, cuối cùng còn dứt khoát mô phỏng thực chiến. Khung cảnh vô cùng ngượng ngùng, vẫn may vợ của ông bước ra chặn đứng ông trùm đang hưng phấn. Cứ như vậy, tuy đã bán rẻ thân sắc, nhưng Tozu cuối cùng cũng bán được cuốn bách khoa toàn thư đầu tiên cho mình. Về sau, Tozu bán hàng đắt như tôm tươi, bất luận là khách hàng thế nào đều không thoát được thế tiến công của anh, khác hoàn toàn với tên nghèo kiết xác trước đây. Sau này còn được lên thuyết giảng luôn rồi. Vì vậy thành tích của Tozu một đường đi lên, trở thành nhân viên nổi tiếng của công ty. Tozu trở về nhà bắt đầu mơ mộng cuộc sống tốt đẹp sau này. Đương nhiên, công việc mệt mỏi cũng khiến Tozu tốn rất nhiều sức lực, vì vậy không còn tinh lực để thỏa mãn người vợ dục cầu bất mãn của mình nữa. Ngày mới đến rồi, Tozu đến công ty như mọi ngày thì được biết một tin kinh thiên động địa, tất cả doanh thu của công ty đều bị trộm đi hết rồi. Nhìn cuốn sách Ono để lại trên quầy bảo hiểm, Tozu đã hiểu ra người trộm đi tài sản của công ty chính là Ono. Tozu bị hố thê thảm, cuộc đời vừa có chút khởi sắc thì anh đã mất đi công việc. Không chỉ như vậy, Tozu về nhà trước giờ kinh ngạc phát hiện cửa nhà có một đôi giày nam. Anh đi vào nhà, vợ anh Sachiko trên lầu phát ra những tiếng rên rỉ vui thích, trong miệng còn luôn nói mấy câu tục tĩu. Tozu biết sợ là mình bị cắm sừng rồi. Anh chưa từng được nhìn thấy vẻ mặt thoải mái trên mặt Sachiko. Tozu đầu óc trống rỗng, liền bị ngã xuống cầu thang. Âm thanh này kinh động đến đôi dâm phụ trong phòng. Người đàn ông mặc quần áo lên vội vàng rời đi. Tozu ngồi trên đất nhìn Sachiko trên người không một mảnh vải, lòng anh vô cùng chua xót. Chỉ là lời cô sắp nói ra lại càng khiến anh chết tâm. Cô hét vào mặt Tozu, người nên thấy nhục là anh chưa một lần nào làm tôi lên đỉnh cả, chưa một lần nào. Cứ như vậy, cuộc hôn nhân của Tozu tan vỡ. Sachiko dẫn con cái rời khỏi nhà, Tozu không dám làm gì cả. Anh nhớ lại khi mình còn nhỏ, ở ngoài nhà nhìn ba mẹ mình mây mưa trong nhà. Sau khi xong chuyện, mẹ anh hờn trách ba anh cả ngày ở nhà không làm được tích sự gì, thậm chí còn lấy tiền sinh hoạt đi cờ bạc. Ông hẹo ở chiến trường còn hơn, đồ bố vô dụng. Ông là một sĩ binh giải ngũ sao có thể chịu đựng nỗi sỉ nhục này. Sau đó ông rời khỏi nhà, không ngờ mình trưởng thành rồi cũng không thoát được bi kịch gia đình. Tozu đến quán ba điên cuồng uống rượu, hai người bàn bên đột nhiên nói chuyện không hợp liền đánh nhau. Giữa lúc mâu thuẫn có một tên đụng trúng anh. Anh vốn tâm trạng đã không tốt liền tung một đạp, cũng coi như giải vây cho Toshi. Sau phần nhạc đệm kết thúc, Tozu liền quen biết với tên lông bông Toshi này. Toshi là người dễ làm quen, bình thường dựa vào bán băng khiêu dâm cho đàn ông để lấy tiền. Đương nhiên trong băng cũng có chút đồ giả để giảm bớt giá thành. Toshi không biết Tozu bị cắm sừng, vẫn còn ngồi một bên miêu tả sống động như thật. Tác phẩm
phẩm mới nhất của mình là Người vợ ngoại tình. Kết quả bị Tô Du đấm một cú, Toshi bị đánh xanh mặt cũng không tức giận, còn có chút đồng cảm với người đàn ông này. Để cảm tạ Tô Du rút đao tương trợ, Toshi đưa Tô Du đến một nhà trọ lấy lại vinh quang. Tô Du không ngờ cách lấy lại vinh quang vậy mà lại là nghe lén cặp đôi phòng bên lâm trận. Tô Du đeo tai nghe lên, nghe tiếng phòng bên truyền đến, lại nhìn vào lỗ nhỏ trên tường xem hiện trường thực chiến phòng bên. Lần đầu tiên anh cảm thấy chấn kinh, đột nhiên anh ngửi được mùi cơ hội. Anh quyết định dẫn Toshi đi bán mấy phim con lợn, dựa vào kinh nghiệm thúc đẩy doanh thu xuất sắc của mình. Tô Du rất nhẹ nhàng đã bán được băng video đầu tiên. Tô Du cảm nhận được mình đã tìm ra con đường mới rồi. Anh quyết định hợp tác với Toshi, nhảy vào lĩnh vực xa lạ này. Trong lúc quay lại, Tô Du lại nhìn thấy cuốn tạp chí Người Lớn trên giá sách. Một ý tưởng này ra, so với làm phim con lợn, làm tạp chí Người Lớn không phải tốt hơn sao? Để mở rộng quy mô, Tô Du đặc biệt vay ngân hàng 500.000 yên lại cộng thêm cả của Toshi. Hai người tìm đến đại lý tạp chí. Sau khi kiểm tra nguồn hàng, Tô Du chớp mắt muốn cắn miếng lớn hơn. Anh vậy mà lại mua hết tạp chí trong tay của đại lý. Tô Du không muốn làm nhỏ, anh muốn mở một cửa tiệm. Tô Du đến một nhà sách tên Kitamori, hỏi ông chủ Kitamori có nhận bán tạp chí Người Lớn không. Sau khi nghe đáp án là không được, Tô Du như là đã dự đoán trước, lấy một khoản tiền lớn trong túi, dứt khoát mua cả cửa tiệm lẫn tất cả mọi thứ trong Kitamori lại. Cứ như vậy, nhà sách Kitamori biến thành nhà sách Hokudai Kanda. Không ngoài dự đoán của anh, chuyện làm ăn vô cùng phát đạt, còn mở rất nhiều chi nhánh nhỏ trên đường. Làm cục cảnh sát cạnh nhà sách cũng kinh ngạc. Hôm đó là ngày khai trương của tiệm Hokudai Kanda thứ 38, nhưng cảnh sát Mori của Hokkaido đột nhiên dẫn người tới. Ông tìm Tô Du, nói Tô Du bán quá nhiều tạp chí Người Lớn, làm mờ cũng không đủ, sách như vậy mà cũng qua kiểm duyệt được sao? Cộng thêm Tô Du lại cứ mở tiệm ở ngay gần đồn cảnh sát, đây không phải là làm phản sao? Chỉ là Tô Du dùng lý lẽ biện hộ, nói tạp chí của mình hoàn toàn phù hợp quy định. Trên thực tế, Tô Du đang đánh cháo khái niệm là kiểu lượn lờ sát biên giới vi phạm, nhưng Tô Du nói quá hay rồi, cộng thêm tiếng nói của các vị khách trong tiệm nên Mori chỉ đành bỏ qua. Khi rời đi, Tô Du còn không quên tặng cho Mori vài quyển tạp chí. Đột nhiên, Tô Du phát hiện có một ông chú mặc vest đi giày ra, ngồi một bên dạy lũ thanh niên làm thế nào dùng bơ nhân tạo để tẩy đi vết làm mở trên tạp chí. Sau khi thấy Tô Du, ông đứng dậy mời anh đến nơi khác bàn bạc chuyện làm ăn. Một bên khác trong một công viên, đám học sinh cũng đang dùng bơ làm chuyện giống như vậy, nhưng lại bị hai nữ học sinh nhìn thấy. Đám nam sinh chạy tán loạn, cô nữ sinh buộc tóc hai bên này lại có hứng thú với đống tạp chí Người Lớn này. Mẹ cô là một tín đồ giàu có, bình thường tuân thủ quy tắc luật lệ và cũng dùng tiêu chuẩn như vậy để yêu cầu Megumi. Megumi tạm thời vẫn chưa đến lúc chính thức lên sàn. Chúng ta quay về bên Tô Du. Ông chú cổ quái dẫn Tô Du đến một hội sở xa hoa, nhìn thì có vẻ thân phận ông không hề tầm thường. Sau khi vào chỗ, ông đưa danh thiếp ra, Tô Du mới biết được người này chính là Aigo, chủ tịch công ty Poseidon xuất bản tạp chí Người Lớn to nhất Nhật Bản. Sau khi công ty của Tô Du điên cuồng mở rộng, Aigo nhìn chúng anh, nếu Tô Du tiếp tục mở rộng, sau này hai công ty chắc chắn sẽ nảy sinh xung đột. Vì vậy Aigo muốn mua lại công ty của Tô Du trước. Ông ta ra tay vô cùng hào phóng, riêng tiền đặt cọc thôi đã 300 triệu yên rồi. Toshi nhìn mà mắt sáng rực, chỉ là Tô Du của chúng ta nào phải mệnh làm thuê, anh lập công ty chính là vì để tự mình chiếm giang sơn. Vì vậy Tô Du lịch sự từ chối đề nghị của đối thủ Aigo. Bên kia, để tiếp tục phát triển sự nghiệp, Tô Du nghĩ cách bán tạp chí không làm mờ, nhưng đây là vi phạm pháp luật đó, không có công ty xuất bản nào muốn nhận quả thuốc nổ này. Cho đến cuối cùng, Tô Du tìm đến một hãng sản xuất tên Kawada, bên trong trang trí vô cùng sơ sài. Ông chủ Kawada đang giám sát cấp dưới quay chụp cảnh Người Lớn tả thực. Trước đó Kawada đã nhận được điện thoại của Tô Du, biết được anh có ý đồ sản xuất tạp chí không che. Kawada xác nhận có quen một người làm về phương diện này. Hai người đang nói chuyện thì nhiếp ảnh ra tìm Kawada, hỏi tiếp theo quay thế nào. Kawada đột nhiên muốn biết ý kiến của Tô Du. Tô Du quan sát xung quanh xong liền trực tiếp ra tay, chuẩn bị hết quần áo và tư thế cho nữ diễn viên. Nhìn kỹ một chút, đây không phải kiểu SM thịnh hành trên thế giới hiện nay sao? Qua chỉ dẫn của Tô Du, hiệu quả quay chụp vô cùng tốt, tiếng chụp ảnh liên tiếp không ngừng. Đạo diễn Kawada thậm chí còn ngồi trên sofa cũng bắt đầu vận động. Qua lần này, Kawada hiểu Tô Du trước mặt này chính là người mà mình luôn tìm kiếm. Thế là Kawada dẫn Tô Du đến một nhà máy in tên Yoshikawa, người anh ta quen làm việc ở đây. Chỉ là tạp chí không che quá mức nguy hiểm, Tô Du bị từ chối. Có điều anh lại làm lại cách cũ, dùng cách mình làm lúc mới bắt đầu lập nghiệp, bỏ ra 50 triệu yên mua lại nhà máy in này. Cứ như vậy, Tô Du có Kawada làm đạo diễn quay chụp cho tạp chí, lại có nhà máy in của riêng mình. Tạp chí không che đi trên con đường chính quy, các chi nhánh của hiệu sách Kanda đều đang bí mật bán loại tạp chí này. Bộ siêu tập khiến người ta nhìn mà không khống chế nổi. Mà tin tức này cũng chuyển đến tai ông chủ Aigo. Aigo luôn tôn thờ sản nghiệp phim con lợn phải có quy tắc và trật tự, cho rằng Tô Du đã phá hoại cả ngành này, xem ra anh cần bị chỉnh đốn một chút. Aigo giao nhiệm vụ này cho thư ký của mình và về phòng hưởng hạnh phúc cùng gia đình. Quay về phía Tô Du, sản nghiệp của anh càng ngày càng lớn, còn thuê ông trùm Furuya giúp đỡ vận chuyển tạp chí. Chỉ là Toshi tuổi trẻ ngông cuồng, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với đàn em của Furuya. Thái độ của Tô Du lại vô cùng thân thiện, chỉ là anh và Furuya đều biết hai người là kiểu không bao giờ có thể hợp nhau. Sau khi chất xong hàng mới, Toshi vui vẻ lái xe tải về công ty, nhưng không ngờ trên đường gặp phải cảnh sát kiểm tra ngẫu nhiên. Không hay rồi, nếu đấu
đống tạp chí không che sau cốp xe bị phát hiện thì mọi người đều sẽ bị bắt. Toshi gắng gượng lái xe qua, Kawada thì không nói lời nào nghe cảnh sát chỉ huy. Mở kho hàng sau cốp xe, cảnh sát phát hiện đống tạp chí không che trong đó. Thời khắc nguy cấp, Kawada xông vào lấy ra thứ mình đã chuẩn bị trước là tiền hối lộ đặt trong bức tranh. Cảnh sát ngầm hiểu, lấy tập tranh xong thì thả cho xe đi. Đám người Tozu thoát được lần này, không nghĩ tới Kawada ít nói này lại có thủ đoạn như vậy. Ống kính chuyển đi, Megumi của chúng ta đang tắm rửa trong nhà tắm. Megumi đột nhiên có phản ứng, nằm xuống đất tự thỏa mãn chính mình. Mẹ cô đúng lúc đang ở ngoài cửa. Megumi tâm tình bất an tắm rửa xong, mặc quần áo lên rồi đi ăn cơm. Chỉ là khi cô chuẩn bị ăn, mẹ cô lại nhắc nhở cô phải đi rửa tay. Megumi biết hành động xấu hổ vừa nãy của mình e là đã bị mẹ phát hiện rồi. Bên này, một vị khách đội mũ không mời mà đến cục cảnh sát Hokkaido. Các cảnh sát ở cục sớm đã bị Tozu mua chuộc rồi. Takei nhìn đám người này, liền mở miệng quở mắng. Người này vậy mà lại là cảnh sát cấp cao của sở cảnh sát Tokyo. Đám người trong cục cảnh sát nhất thời lo sợ. Takei phê phán bọn họ quản lý không nghiêm. Tạp chí người lớn không che của Tozu thậm chí đã chuyển đến Tokyo rồi. Xem ra lần này Takei đến đây chính là muốn xuống tay với Tozu. Chỉ là Tozu lúc này hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần. Anh đang ở trong biệt thự của mình, tổ chức một buổi tiệc xa hoa chúc mừng công ty phát triển thành công. Tất cả các nhân viên trong bữa tiệc đều đang hưởng lạc giải tiền khắp nơi. Lại không biết rằng cảnh sát đang niêm phong hiệu sách Kanda rồi. Đối mặt với Takei, nhân viên hiệu sách muốn dùng chiêu tập tranh kia để mua chuộc. Kết quả Takei nhận tiền rồi vẫn sai cấp dưới bắt người đó đi. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tozu quay người rời khỏi hội trường, lái xe đến một căn nhà lớn. Người sống trong đó chính là con trai, con gái và mẹ của anh. Hóa ra sau khi Tozu phát tài liền đón mẹ và con mình về, cho họ đãi ngộ sống vô cùng tốt, cũng coi như bù đắp những thiệt thòi trước đây. Không ngờ vào lúc Tozu hạnh phúc nhất, Takei lại tìm đến. Thấy ngoài cửa có một dàn cảnh sát, Tozu biết chuyện không ổn rồi. Anh co chân chạy vào trong nhà trốn sự truy bắt của cảnh sát. Dục vọng cầu sinh lớn mạnh khiến Tozu vượt qua sự vây bắt của hàng chục cảnh sát, nhảy từ lầu 2 xuống chạy đi. Tozu chạy trốn khỏi nhà trở thành tội phạm truy nã, không có trốn dung thân nào ngoại trừ khu trò chơi. Anh vào sống ở nhà một người phụ nữ xa lạ. Cô không quan tâm quá khứ và mục đích của Tozu, tựa như vào khoảnh khắc nhìn thấy Tozu thì cô đã phải lòng anh, chỉ hy vọng anh mãi luôn ở bên mình. Có điều Tozu vẫn sẽ lén đi gặp Toshi. Công ty của anh không hề bị cảnh sát niêm phong. Takei chỉ nhắm vào Tozu và Toshi mà thôi. Kitamori kêu anh ổn định lòng người nên dành thời gian trở về Hokkaido lộ mặt. Suy nghĩ một hồi, Tozu quyết định khởi hành, vì cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách hay. Anh tạm biệt người phụ nữ kia, mặc kệ cái ôm đầy tình yêu và luyến tiếc của cô, trả chìa khóa cho cô, chỉ để lại cô một mình với sự buồn bã. Sau khi trở về công ty, Kitamori khom lưng cúi đầu nghênh đón, còn khăng khăng muốn mời Tozu lên lầu 2 ngồi. Nhìn đám nhân viên khác thường này, Tozu đột nhiên phản ứng lại. Anh kêu Toshi bên cạnh mau chạy đi. Quả nhiên, Kitamori đã bán đứng họ, liên lạc với cảnh sát. Hai người điên cuồng chạy trong tòa nhà, phá hoại hiện trường hôn lễ của người ta, còn phá cả nhà bếp. Cuối cùng cũng cắt đuôi được cảnh sát, nhảy lên một chiếc xe khách. Đáng tiếc Takei âm hồn bất tán cuối cùng vẫn bắt được Tozu và Toshi. Nhìn Kitamori ở bên đường, Tozu phẫn nộ không thôi. Cứ như vậy, Tozu bị bắt vào tù. Nhìn đứa con mất mặt của mình, bà Kozu khóc giống lên. Nhưng bà không thể thiếu sự trợ giúp kinh tế của Tozu. Chuyện này khiến bà rất mâu thuẫn. Bên kia, ông chủ Poseidon là Aigo đang chỉ đạo các nhiếp ảnh gia quay chụp tả thực theo phong cách phương Tây. Ông kiên trì cho rằng ảnh con heo cũng có thể chụp ra vẻ đẹp nghệ thuật. Sau đó có hai vị khách đến từ Tokyo đến thăm. Bọn họ hy vọng Aigo thủ nhãn thông thiên giúp đỡ công ty họ chiến thắng trong cuộc chiến băng ghi hình. Aigo đồng ý, thì ra hiện nay tạp chí người lớn đã hết thời rồi. Aigo tính thôn tính hết các công ty băng ghi hình, thử lĩnh vực mới trong sản nghiệp của mình. Chớp mắt vài năm qua đi, Tozu được thả ra khỏi tù. Nhìn Hokkaido đã thay đổi quá nhiều, lòng Tozu vô cùng rối. Đến hiệu sách Kanda anh mở cũng dần biến thành tiệm cho thuê băng ghi hình. Chỉ là Tozu nhìn phim con heo được chiếu, trong lòng khó chịu vô cùng. Loại chân dung giả dối này hoàn toàn không thể thỏa mãn dục vọng của khách hàng. Sau đó Tozu đến một quán rượu truyền thống ăn cơm. Bà chủ là một người phụ nữ trung niên hấp dẫn. Lúc này đã đến đêm, trong tiệm chỉ có mình bà chủ và Tozu. Cô còn đột nhiên phát hiện Tozu là đồng hương, thế là vui vẻ uống rượu với anh. Chỉ là rượu quá tam tuần, cô có chút say rồi. Tozu đỡ cô vào phòng ngủ nghỉ ngơi, mới phát hiện chồng của cô đã đắp chiếu từ rất lâu rồi. Cô là một quả phụ, chuyện tiếp theo biến hợp lý rồi. Hai linh hồn cô đơn gặp nhau trong đêm giá rét, chuyện tự nhiên sẽ đến. Và rồi họ quấn lấy nhau, cuộc chiến vô cùng kịch liệt. Sau khi sự kích thích qua đi, Tozu mặc quần áo vào. Anh phát hiện trong nhà của cô để rất nhiều băng ghi hình của cô và chồng trước đây. Khung cảnh bên trong vừa chân thật vừa sinh động, vô cùng rung động lòng người. Thậm chí còn có video chuyện phòng the. Cô cũng chưa hề ngủ mà nằm trên đất khóc lóc, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Đêm tình khiến người khó lòng quên đi này đem đến cho Tozu rất nhiều cảm xúc. Anh tìm đến Toshi đã ra tù trước mình, rồi tìm Kawada bắt đầu quay lại làm đạo diễn tả thực. Ba đồng chí hợp cạ lần này chuẩn bị đến Tokyo làm lại nghề cũ.
Thế là họ tìm đến Kabukicho của Tokyo, tính làm một cuộc cách mạng định hình phim ngon heo. Đương nhiên, ba người từ Hokkaido đến Tokyo không có nơi nương tựa, vẫn là một người bạn ngoài dự đoán giúp đỡ Tozu, đó là Furuya, người đã từng giúp anh vận chuyển tạp chí ở Hokkaido. Furuya hiện tại đã đông sơn tái khởi ở Tokyo rồi. Cho dù Furuya cười nói với Tozu, có việc gì cứ tìm ông nhờ giúp đỡ, nhưng thực ra trong đó là sự châm biếm, vẫn khiến cho Tozu rất khó chịu. Bên kia, Megumi của chúng ta đã trưởng thành, đang học hội họa cổ điển ở một trường mỹ thuật. Nhìn nam người mẫu đẹp trai trước mặt, Megumi nổi lên hứng thú, phén váy mình lên mê hoặc anh ta, khiến cho người mẫu nam vô cùng choáng ngợp. Sau khi rời khỏi trường, Megumi đến một quán ăn Ý ăn cơm cùng mẹ mình. Cô hưng phấn nói với mẹ mình cô muốn đi du học ở Ý, học kỹ thuật vẽ tinh xảo hơn. Nào ngờ mẹ cô vừa nghe liền sắc mặt thay đổi rời khỏi quán ăn. Hai mẹ con không vui vẻ tách nhau ra. Nửa đêm Megumi nằm trên giường trằn trọc, đột nhiên phát hiện mẹ đang ngồi bên giường mình, khóc lóc nói không muốn con gái rời xa. Megumi chỉ có thể ôm lấy mẹ mình, mà trên bàn thì đặt bức tranh đã bị mẹ cô xé đi, chính là bức của người mẫu nam sáng nay. Về phía Tozu, oan gia cũ ta cây lại tìm đến rồi. Tokyo chính là địa bàn của ông ta, đương nhiên phải quan tâm bạn cũ một chút rồi. Chỉ là nhóm Tozu không hề làm ra chuyện gì vi phạm pháp luật, cho dù ta cây rất phách lối nhưng cũng hết cách. Tozu kêu Kawada đến ngân hàng, lý do là chế tác phim người lớn. Ở thời đó đây là chuyện không thể nói ra, chỉ là mọi người đều là đàn ông, Kawada cũng không cần phải giấu giếm gì cả. Cứ như vậy, Toshi dùng số tiền này mua một chiếc xe van, còn thuê hai chàng trai trẻ tuổi. Người gầy tên là Kosuke, mơ ước trở thành một đạo diễn lớn. Người to hơn tên là Goto, là một tuyển thủ bóng bầu dục nghiệp dư, dáng người rất cường tráng. Để thuận tiện hơn, Tozu quyết định sau này gọi anh là Rugby. Sau đó không đợi cho hai người làm quen môi trường, Tozu đưa họ đến hiện trường quay phim. Căn cứ quay chụp này là cung cấp riêng cho đạo diễn quay phim nóng, người mũ hồng này là một trong số đó. Lúc đó phim nóng của Nhật Bản vẫn chưa phải là súng thật đạn thật, vùng mẫn cảm của diễn viên đều sẽ dán giấy niêm phong làm thành phim giả. Hiện trường quay chụp của nhóm Tozu cũng ở đây. Nữ diễn viên tên là Naoko, không làm bộ làm tịch gì cả. Đột nhiên, nữ diễn viên của đạo diễn hồi nãy không muốn quay nữa, người chế tác còn ở đằng sau mắng mỏ cô. Nhìn cảnh này, Tozu đi vào giáo huấn hai tên sứt sẹo, đập cho một trận còn đào luôn thợ make up răng cô của họ đi. Sau khi sắp xếp công việc xong, bộ phim nóng đầu tiên của Tozu bắt đầu quay. Câu chuyện xảy ra trên một chiếc xe bus đi đến Koshien, một vận động viên bóng chày vì gặp tai nạn xe mà bị tàn tật, bởi vì tuyệt vọng mà trả thù xã hội, cầm súng đi lên xe bus. Chỉ là cô hướng dẫn viên xinh đẹp khiến thú tính của hắn trỗi dậy, thế là hắn hấp diêm cô trên xe, sau đó điệu bộ chạy xuống khỏi xe bus để hắn điên cuồng làm cô từ phía sau. Vậy vẫn chưa đủ, Tozu lại chỉ huy họ ra ngoài nhà tìm kích thích. Sau trận cao trào, Naoko nhặt cây súng dưới đất lên, bắn 3 phát liên tiếp hóa vàng tên ác ma xâm phạm mình. Tiếp đó là xe bus nổ tung, khung cảnh cứ như vậy kết thúc trong ngọn lửa bừng bừng cùng với nước mắt của Naoko. Sao xem xong cũng khá nghệ thuật nhỉ. Sau khi xong việc, Tozu dẫn các nhân viên đến quán thịt nướng gần công ty ăn một bữa. Naoko nói với mọi người, vốn dĩ cô quay phim chỉ là vì tiền, nhưng không ngờ trong tập thể này lại nhận được sự kích thích hiếm có. Cô kính Tozu một ly, còn nói sau này nhất định sẽ còn hợp tác. Khung cảnh chuyển đi, Igo của Poseidon lại xuất hiện rồi. Ngồi đối diện ông chính là Takei. Hóa ra Takei sớm đã cấu kết với Igo. Nghĩ lại thì lần trước Tozu vào tù thì Igo cũng có lợi nhỉ. Hiện tại Takei lại hỏi xử lý Tozu thế nào. Có điều lần này Igo cũng không vội, ông muốn cho Tozu nhảy nhót một hồi. Dù sao càng nhiều nhà sản xuất thì ông ta càng có lợi. Những chuyện này không liên quan đến Takei. Sau khi lấy được tiền hối lộ liền rời khỏi buổi gặp mặt này. Nhóm của Tozu và công ty của Igo lúc này hình thành một sự đối lập khá rõ ràng. Tozu Xuân Phong đắc ý đến cửa hàng video, muốn xem tác phẩm đầu tiên của mình có tiếng vang thế nào, nhưng lại phát hiện phim của họ chỉ được đặt ở trong góc của kệ hàng, căn bản không có ai ngó tới, mà sản phẩm của công ty Poseidon ở bên cạnh lại được bày khắp các kệ sách. Đối lập vô cùng rõ ràng. Mà ở cửa hàng, Tozu nhìn thấy cô gái làm ở Poseidon tên là Miku. Lúc này cô đang nhảy nhót với chị em trong quán bar, vóc dáng mảnh khảnh, Miku dáng vẻ đoan trang, ngồi xuống đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Đương nhiên ngoài đời Miku cũng vô cùng phóng túng, không hề che đậy dục vọng của mình, chơi đến trời sáng mới tạm biệt chị em rời đi. Sau đó Miku đến bốt điện thoại gọi điện thoại cho người mẹ ở dưới quê, nói mình ở Tokyo nỗ lực kiếm tiền, tiết kiệm được nhiều rồi sẽ về quê sống với mẹ. Xem ra Miku cũng là một người đáng thương. Bên khác Tozu cũng đang ở công ty xem cảnh quay của Miku. Phải công nhận công ty lớn như Poseidon vừa quay phim đã thấy không cùng một đẳng cấp rồi, thể hiện hết được sự mê hoặc của Miku. Chỉ là Tozu không hề thưởng thức phim của Poseidon, anh cho rằng khung cảnh là giả. Biểu cảm của Miku vô cùng cứng ngắc, không phải phim điện ảnh sắc tình trong lòng anh. Đến nửa đêm, Tozu và Toshi mời Furuya đã giúp đỡ mình đi ăn đêm. Giữa lúc đó, Furuya nói cho bọn họ một bí mật, đó chính là Tozu ở Hokkaido bị nhắm vào. Toàn bộ đều là kế hoạch của Igo ông chủ Poseidon, cảnh sát Takei cũng là cấu kết với ông ta. Furuya kêu Tozu phải hành sự cẩn thận, có vấn đề gì cứ tìm ông. Góc quay chuyển về phía Miku, cô lúc này cô đang cùng chủ tịch Igo tham gia buổi tụ hội kỷ niệm công ty Poseidon thành lập 3 năm. Trong hội nghị khi Igo đang phát biểu,
Một vị khách không mời mà tới ngắt lời ông, chính là Tô Du. Anh xông đến trước bục giảng mở miệng mắng mỏ idol quay phim vô cùng cẩu thả, diễn viên cũng không có tình cảm. Anh còn đặc biệt nhằm vào Miku trên sân khấu khiến Miku vô cùng gượng gạo. Tô Du đã mạo phạm idol, đương nhiên bị bảo vệ kéo ra ngoài. Chỉ là mục đích của Tô Du không đơn giản chỉ là xả tức. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tô Du chủ động tìm Miku, anh thậm chí còn theo cô đến quán bar. Cuối cuộc trò chuyện, Tô Du kêu Miku hãy tự quyết định cuộc đời mình rồi đưa cho cô một tấm danh thiếp. Miku đương nhiên tức giận vì sự đường đột của Tô Du, vứt danh thiếp đi. Đương nhiên Tô Du vẫn chưa chết tâm, anh giở thủ đoạn cuối cùng là cho Miku mức thù lao vượt xa Poseidon và nói đây là giá trị của Miku trong mắt anh, cho dù Miku cầm tiền chạy đi anh cũng không để ý. Lại không biết ở một bên khác trong quán bar, Megumi của chúng ta cũng đang chơi đùa trong này, tựa như vận mệnh an bài, cô nhặt tấm danh thiếp đó lên, mà thành ý của Tô Du cuối cùng cũng khiến Miku cảm động, cô đồng ý lời thỉnh cầu của anh, trở thành nữ chính trong phim mới của Tô Du, mà nội dung của bộ phim này chính là Tô Du dựa theo lúc mình ra tù, có một đêm tình với bà chủ quá phụ đó. Miku vào vai quá phụ đã mất chồng từ lâu, chỉ là trong quá trình quay phim, Tô Du vẫn không hài lòng với biểu cảm của Miku. Anh gọi Miku qua một bên, nói diễn xuất như này căn bản không phải trình độ mà cô nên lấy ra. Sau đó Tô Du vỗ trán, cảm thấy đồ phòng hộ vị trí nhạy cảm là chướng ngại khiến Miku không thể bộc lộ cảm xúc. Anh quyết định quay một bộ phim súng thật đạn thật, chỉ là đề nghị gây sốc này dọa nam diễn viên bỏ chạy luôn. Tô Du cũng không níu kéo, kêu Rugby cường tráng đi diễn thay vai chính. Còn về Miku, Tô Du kêu cô suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định, dù sao đây cũng là chuyện lớn. Góc máy chuyển cảnh, Megumi đang ăn cơm cùng bạn thân mình, chỉ là bạn cô còn dẫn theo bạn trai. Megumi cũng không bất ngờ, liền hỏi họ bình thường làm chuyện đó thế nào. Lần này cô làm cho bạn trai của bạn mình vô cùng kích động, anh ta duỗi chân dưới bàn ra, không ngừng trêu chọc Megumi. Megumi cũng không chịu yếu thế, mà thủ đoạn của anh ta cũng không cao bằng Megumi. Sau một trận trêu chọc đã đỏ cả tay, bắt đầu thở dốc rồi. Megumi cũng bị chàng trai này chọc tức rồi, dứt khoát rời khỏi bàn ăn. Cô không thích kiểu người bạn đâu nói đấy như vậy. Nhạc đệm kết thúc, lần nữa quay về phía Tô Du, anh bảo Miku cứ thoải mái làm theo ý nghĩ của mình, nếu có xảy ra chuyện gì Tô Du sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm. Miku suy nghĩ rất lâu, đây không phải là tự do và đam mê mà cô muốn sao? Thế là cô tháo lớp phòng hộ ra quyết định thực chiến. Tô Du cũng dứt khoát vác máy quay lên bắt đầu quay phim. Quả nhiên Miku khi làm thật biểu hiện được nâng cao rất nhiều. Đương nhiên Rugby cũng rất cố gắng, Rugby thậm chí còn ôm Miku xông ra khỏi khu vực quay phim, mặc kệ ánh mắt của người qua đường, tiếp tục giao hợp như một dã thú. Sau khoảng thời gian dài quay phim, hai người đều lên cao trào. Tô Du vô cùng hài lòng với lần quay này. Không lâu sau anh đến cửa hàng xem tình hình buôn bán. Quả nhiên, phim lần này nhận được tiếng vang rất tốt, khiến Tô Du vô cùng vui vẻ. Nhưng đương nhiên cũng đã chọc giận ông chủ idol. Ông phát hiện Miku giấu ông lén đi quay phim cho Tô Du, lửa giận bừng bừng, quyết định ra tay cho cô chút giáo huấn. Quả nhiên, không được bao lâu, idol kêu Takei bắt Miku lại trong quán bar. Takei nói với Miku, khi quay phim làm thật là hành vi vi phạm pháp luật, cần có người bảo hộ mới được phóng thích ra ngoài. Miku cầu xin Takei đừng nói chuyện của mình cho mẹ biết, nhưng không ngờ idol lòng dạ ác độc đã cho Takei đem chuyện Miku đóng phim con lợn ở Tokyo thông báo cho mẹ cô ở dưới quê. Nghe thấy tin tức này, tinh thần của Miku sụp đổ nằm trên bàn khóc lóc. Qua lần đả kích này, Miku tinh thần sa sút về quê tuyên bố giải nghệ. Thợ make up là nữ duy nhất trong đoàn đội của Tô Du vô cùng hiểu tâm trạng của Miku. Cô cảm thấy khi đó không nên đồng ý đề nghị của Tô Du, nhưng chuyện đã đến nước này, không cách nào cứu vãn. Người trong công ty đều vô cùng trầm mặc, họa vô đơn chí mà. Kawada đột nhiên chạy qua nói với mọi người, nữ diễn viên đã xác nhận sẽ đóng giờ lại bỏ diễn rồi. Tô Du hiểu, lần này e là do idol làm. Anh đoán không sai, idol lúc này đang vui vẻ đánh mặt trược, chỉ là một người không hề nghĩ tới cũng đang ở trong nhà idol, chính là người luôn đứng cạnh Tô Du, lão đại Furuya. Thì ra từ khi đến Tokyo, Furuya đã dựa dẫm vào idol, hai người sớm đã hợp tác sâu rộng rồi. Nếu nói móng vuốt của idol ở Bạch Đạo là Takei, thì Furuya là tay sai của idol ở Hắc Đạo. Góc quay chuyển đến Megumi, cô lúc này đang ngồi trong nhà tận hưởng vẻ đẹp xác thịt của mình, còn cầm tờ danh thiếp của Tô Du ra xem kỹ càng, xem ra cô có ý nào đó rồi. Sau khi ăn tối, Megumi đang ngồi trong phòng mình phác họa tranh tình ái, chỉ là kiểu tranh như vậy đương nhiên không thể cho mẹ cô xem. Cô tính đem bức tranh cất vào phòng chữ đồ bụi bặm nhà mình, nhưng cứ lật rồi lật, cô đột nhiên tìm thấy một album phủ đầy bụi. Megumi mở album ra, phát hiện bên trong đều là ảnh hồi còn trẻ của mẹ mình. Nhưng đột nhiên, Megumi nhìn ảnh trong album bắt đầu chau mày lại. Mẹ cô ở trong ảnh lại mà một người vô cùng phóng đãng, mặc bộ đồ nhân viên quán bar lộ liễu, hơn nữa ở bên cạnh bà còn có một ông chú khá lớn tuổi. Ông vậy mà là người ba mà Megumi chưa từng gặp. Tin tức đột ngột ập đến khiến Megumi bị choáng ngợp, nhất thời không thể tiếp nhận. Idol đã đẩy Tô Du vào tuyệt cảnh vẫn không chịu dừng lại. Ông ta dựa vào thế lực của mình thành lập một ủy ban quy tắc phim ảnh Nhật Bản, mong có thể tạo ra tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp phim con lợn, nói vô cùng đường đường chính chính, nhưng trên thực tế idol chỉ muốn một mình làm lũng đoạn cả ngành phim người lớn. Ông ta mượn danh của ủy ban triệu tập Tô Du đến, nói tác phẩm anh quay không phù hợp quy định, vì vậy bị cấm bán ra trừ phi Tô Du quy thuận ông. Tô Du đương nhiên không phục, như vậy cơ hội cuối cùng cũng bị Tô Du từ bỏ rồi, anh nên đi đâu tìm diễn viên và nhà phát hành đây? Bên kia, sau khi Tô Du rơi vào nguy cơ, Furuya hợp tác với
Aigo lại đột nhiên tìm Toshi, ông ta có vẻ cũng không trung thành với Aigo cho lắm. Hơn nữa Furuya cũng nhìn chúng Toshi trẻ trung đầy sức sống, ám thị anh ở trong thế cục loạn lạc này, chỉ có đi theo mình mới có thể sống tiếp. Gia nhập xã hội đen đương nhiên không phải hành động thông minh, Toshi sợ hãi vội vàng rời đi, góc quay chuyển về phía Megumi. Megumi đã bất ngờ phát hiện người mẹ vẫn luôn đoan trang của mình, vậy mà lại từng có một thời phóng đãng như thế. Cô bắt đầu chiến tranh lạnh với mẹ mình, thấy chuyện không giấu được nữa, Kaio chỉ đành nói ra sự thật. Hóa ra người bà yêu chính là người đàn ông đã có vợ, mà Megumi chính là con riêng của người đàn ông đó. Sau khi nghe tin này, Megumi cũng không kinh ngạc, hiện tại cô cuối cùng cũng có thể lột bỏ lớp ngụy trang, toàn tâm toàn ý theo đuổi thứ mình muốn. Việc đầu tiên Megumi làm chính là cầm tấm danh thiếp nhặt được ở quán bar đi tìm Tozu. Nhìn thiếu nữ khí chất nho nhã, ăn mặc đoan trang, bọn Toshi còn tưởng là một đại tiểu thư đi nhầm cửa. Kết quả Megumi mở miệng nói, mình muốn đóng phim người lớn. Lần này Tozu phấn chấn lên rồi, đây đúng là chúa cứu thế mà, vội vàng đối đãi tốt với Megumi. Sau khi ăn cơm, Tozu tìm Megumi nói chuyện, hỏi tình hình gia đình của cô và tại sao cô lại có ý muốn này. Megumi trần thuật đơn giản chuyện của mình và nói mục đích cô quay phim là để kiếm tiền đi du học, đương nhiên quan trọng hơn chính là cô muốn làm chính mình. Nói đến điểm động tình, Tozu đứng lên ôm lấy Megumi. Tiểu ma nữ từ trước đến nay luôn bị quy tắc gò bó, lần đầu tiên cảm nhận được nhiệt độ của người khác giới, hai người dần dần bén lửa, ôm nhau trên sofa bắt đầu nóng bỏng. Mấy người khác thấy vậy vô cùng biết điều ôm máy quay lên. Tozu vậy mà muốn nhân cơ hội này dứt khoát quay luôn tác phẩm ra mắt của Megumi. Không chỉ như vậy, anh còn đặt một nghệ danh cho cô, Kaoru Kuroki. Từ giờ trở đi, trên thế giới đã có một người tên là Kuroki rồi, mà cái tên này không lâu sau sẽ làm trao đảo Nhật Bản. Nhưng trong quá trình nồng nhiệt, Kuroki đột nhiên đẩy Tozu ra, cởi áo ngoài của mình, lộ ra bộ lông rậm rạp dưới nách. Ở thời đại áp bách, phụ nữ phải trắng trẻo sạch sẽ, Kuroki không hề đi theo làn sóng đó mà duy trì bản sắc của mình. Càng khiến Kuroki vui hơn đó là Tozu không hề để ý lông nách của cô, ngược lại vô cùng thưởng thức. Xem ra Tozu chính là người cô luôn tìm kiếm. Qua một hồi, Tozu đột thay đổi ý nghĩ, anh từ bỏ quay phim mà hy vọng sau khi Kuroki đã sẵn sàng mới dùng tư thái hoàn toàn mới để ra mắt. Ngày hôm sau anh kêu rằng cô nghiêm túc trải chuốt cho Kuroki. Đến lúc quay phim, ủy ban của Aigo vẫn chắn đường như cũ, làm mờ đậm lên bộ phim không phải thứ mà Tozu đang theo đuổi. Có điều Tozu đã nghĩ ra được một cách, buổi quay phim cuối cùng cũng bắt đầu. Tozu vô cùng coi trọng lần quay này, quyết đích thân ra trận làm nam chính. Anh còn kêu Toshi ra tiệm tạp hóa mua cái còi, sau đó đưa còi cho Kuroki. Hóa ra Tozu đột nhiên có cảm hứng, nếu trên khung cảnh đã bị làm mờ hạn chế vậy thì để Kuroki dùng cách thổi còi, thông qua âm thanh để kích thích người xem. Nếu trong quá trình làm Kuroki có khoái cảm thì dùng cách thổi còi để biểu hiện. Không thể không nói vô cùng có tính sáng tạo nha. Tất cả đã chuẩn bị xong, Tozu thô bạo áp đảo Kuroki, hai người bắt đầu nhiệt huyết làm trong trường quay. Sau đó hai người đến bên giường làm chuyện chính. Đương nhiên, còi của Tozu cũng có tác dụng, tư thế kịch liệt này khiến người xung quanh nhìn mà ngỡ ngàng. Không ngờ Kuroki ở trên giường lại khác hoàn toàn với cô lúc bình thường. Sau khi đã xong, Kuroki vẫn chưa thỏa mãn, vẫn nằm trên giường quyến rũ Tozu làm tiếp. Đây đúng là cái động không đáy mà. Hai người cứ như vậy làm đến tận sáng. Xong chuyện, mọi người trong công ty đều đã mệt mỏi đi ngủ, chỉ có Tozu vẫn đang ngồi chỉnh sửa cảnh quay. Sau khi làm xong phim, mọi người xem mà tán thưởng không dứt, cảm thấy Tozu đã quay được một tác phẩm tuyệt vời và còn phù hợp với quy định của ủy ban. Xem ra Kuroki có thể giúp họ lật ngược thế cơ. Nhưng chuyện vui không kéo dài, Kuroki quay phim xong đi về nhà, mẹ Kaio đã tìm được tờ kế hoạch đi du học của cô, nói trong nhà sẽ không ủng hộ. Không ngờ Kaoru lập tức lấy một cục tiền ra, nói với Kaio chuyện du học hoàn toàn không cần họ phải lo, cô đã có công việc rồi, công việc này chính là làm nữ diễn viên phim con lợn. Kaio nghe xong đau khổ che mặt, con gái của mình sao lại có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy. Bà phẫn nộ đến cục cảnh sát, tố cáo xưởng phim Sapphire của Tozu đã tẩy não con gái mình, lừa cô đóng phim con lợn. Cho dù chuyện mẹ của Kuroki nói không phải là sự thật, nhưng cảnh sát và thành viên ủy ban quy tắc phim ảnh vẫn tìm đến Tozu, quyết định trước khi điều tra rõ ràng thì phải tạm ngừng bán phim. Nhìn mẹ Kuroki nghiến răng nghiến lợi, Tozu chịu thua rồi xin lỗi bà ấy. Thứ Tozu sợ không phải là bị ủy ban nhắm vào, mà là sợ tổn thương đến Kuroki. Sau đó anh tìm Kuroki và nói chuyện nghiêm túc. Kuroki vô cùng cảm ơn Tozu đã giúp mình mở ra cánh cửa mới, nhưng hiện tại hai người sợ là phải tách nhau ra một thời gian. Vấn đề vẫn bày ra trước mắt, bọn họ bỏ số tiền mới mua rất nhiều băng ghi hình, giờ chỉ có thể cất trong kho hứng bụi. Còn như vậy nữa, xưởng phim Sapphire của họ sợ là chỉ có thể giải tán. Đến tối, Tozu ngồi trong phòng làm việc khổ tâm suy nghĩ. Kawada bên cạnh đã từ bỏ rồi, khuyên Tozu đối mặt với hiện thực, nhưng Tozu vẫn giữ nguyên ý định. Anh nói anh đã nghĩ đến một cách tuyệt diệu, đó là bay đến Hawaii mời diễn viên người lớn nổi tiếng thế giới hợp tác quay một phim kết hợp hành động và tình sắc, nhất định sẽ trở thành tác phẩm chấn động Nhật Bản. Nhưng Kawada lại tức giận vì anh cho rằng Tozu đang vọng tưởng mà không nhìn vào thực tế. Công ty phải kiếm tiền ở đâu ra đây? Hai người lần đầu tiên nảy sinh
bên tranh chấp. Cãi đến cuối cùng, Toshi đi đến kéo Kawada lại nói Tozu là người cầm lái. Họ chỉ cần tập trung làm theo cách nghĩ của anh là được. Thực ra Kawada cũng là một lòng muốn tốt cho công ty thôi. Chỗ này có thể nhìn ra tính cách bảo thủ cố chấp của Tozu. Đương nhiên, đây đều là lời trong lòng thôi. Tozu đã làm xong kế hoạch đến Hawaii. Anh vô cùng phấn khích nói, lần này nhất định phải quay một bộ điện ảnh chưa ai từng làm. Nhất định phải bán đắt trên toàn thế giới. Chỉ có một mình Kawada chau mày ngồi một bên, lạnh mặt bàng quan nhìn đám người kích động này, để chuẩn bị tốt cho chuyến ra nước ngoài lần này. Toshi đã thuê một người ở Hawaii tên Jimmy làm người điều phối. Đến Kawada vẫn luôn có thái độ phản đối cũng tự móc ra một khoản tiền giao cho Tozu. Cứ như vậy, Kawada và Toshi ở lại tổng bộ xưởng phim Sapphire, những người khác đều được Tozu đưa đến Hawaii. Hawaii không hổ là thắng địa du lịch nổi tiếng thế giới. Bất luận là khung cảnh tuyệt đẹp hay là sự nhiệt tình của người bản địa đều khiến nhóm Tozu được mở rộng tầm mắt. Người tên Jimmy kia cũng đến đón. Anh ta là một người Nhật Bản sống ở Hawaii hơn chục năm. Mặc kệ là nơi quay phim hay ăn uống, Jimmy đều đã sắp xếp thỏa đáng. Cứ như vậy, một nhóm người Tozu lòng đầy khát khao đến căn biệt thự Jimmy đã đặt trước cho họ. Đây là căn cứ của họ. Đến diễn viên Jimmy cũng giúp tìm được vài người. Tozu nói với bọn họ anh muốn quay một bộ phim con lợn tên Những Thiên Thần của Charlie, nói về nữ điệp viên dùng sắc đẹp để chống lại tổ chức tội phạm. Chỉ là những diễn viên này dáng vẻ đều là không thèm quan tâm, tựa như không bị ý tưởng của Tozu làm chấn động. Tozu hoài nghi tính chuyên nghiệp của mấy người này. Có điều Jimmy đảm bảo bọn họ đều là những diễn viên tuyệt vời. Đương nhiên diễn viên quan trọng nhất vẫn là do cô gái cao gầy Tozu nhìn thấy trên tạp chí Ellison. Quả nhiên minh tinh vừa xuất hiện, khí chất hoàn toàn bất đồng. Dáng vóc cao gầy này và bộ ngực hút mắt, nhìn mà mọi người miệng lưỡi khô khan. Xem ra mắt bọn họ có phúc rồi. Đến Kawada và Toshi ở lại canh giữ căn cứ cũng đang xem tạp chí, ảo tưởng cô gái phương Tây xinh đẹp này sẽ gợi cảm thế nào. Bên khác Kuroki đột nhiên bị Aigo tìm đến. Bối cảnh gia đình tốt đẹp và khí chất đoan trang của Kuroki khiến Aigo vô cùng thưởng thức. Aigo muốn mời cô đến công ty mình. Kuroki liệu có đồng ý lời mời của ông không? Chúng ta tạm thời không nói đến. Trở về bên phía Hawaii, Tozu đang bàn về nội dung phim với nữ chính Ellison và chuyện liên quan đến vấn đề quay phim. Chỉ là Ellison là người Mỹ, bắt nạt Tozu không hiểu tiếng Anh. Trong lời nói bày ra vẻ xem nhẹ Tozu, không chỉ nói đàn ông Nhật Bản rất nhỏ, còn bỏ ngoài tai lời dặn dò của Tozu. Đương nhiên sự xem nhẹ này Tozu không cảm nhận được. Anh vẫn vô cùng nhiệt tình chỉ huy quay phim. Nhưng khi Tozu yêu cầu các nữ diễn viên cởi đồ trên đường lớn, lại bị nhóm người Ellison phản đối. Đây là chuyện không thể nào. Tranh cãi ngày một lớn, mùi thuốc súng ở hiện trường ngày một nồng. Đột nhiên cảnh sát đến. Hóa ra Tozu bày bố quá lớn, thậm chí kinh động cả cảnh sát. Anh ta tìm Tozu, hỏi có phải đang quay phim con lợn ở đây không? Mà Jimmy ở bên cạnh Tozu thì giúp anh giải thích. Không may là đoạn thời gian này quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản vô cùng gay gắt, vậy nên cảnh sát Mỹ rất căm thù người Nhật. Tozu đụng đúng họng súng này rồi. Nhưng đột nhiên một cảnh sát địa phương chạy tới, nói bọn họ có thể đi rồi. Còn đưa cho Jimmy một tờ giấy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tozu không quan tâm nội dung trên tờ giấy đó. Anh chuyển địa điểm quay phim về trong biệt thự. Chỉ là cảm xúc của nữ chính Ellison vẫn rất kích động. Bất đắc dĩ Tozu tìm cô biểu lộ thành ý của mình. Mà Ellison cũng là diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp, tố chất nghề nghiệp xứng đáng được công nhận. Rất nhanh hai người đã gỡ bỏ chuyện cũ, bắt đầu quay phim. Mà kết quả quay phim khiến Tozu vô cùng hài lòng. Nhưng Toshi ở Tokyo lại làm ra một chuyện ngoài dự đoán. Để giải cứu xưởng phim Sapphire của Tozu khỏi tay Aigo, anh tìm Furuya, hy vọng mượn sức xã hội đen xử lý Aigo. Nhìn chàng trai trẻ nhiệt huyết trước mặt, Furuya đồng ý. Ông dẫn Toshi đến một xưởng của đàn em mình. Xưởng này để chế tác phim con lợn phi pháp. Hơn nữa Aigo bề ngoài trong sạch, trên thực tế cũng đang hợp tác với Furuya lén làm phim con lợn. Dù sao đồ phi pháp thì lợi nhuận rất cao. Sau đó Furuya nghiêm túc nhìn Toshi, kêu anh nghĩ kỹ, có thật sự muốn trèo lên cao hơn cả Aigo không? Toshi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định tiến vào giới xã hội đen cùng Furuya. Tozu ở Hawaii không hề biết chuyện anh em thân thiết nhất của mình Toshi đã dựa vào Furuya. Anh lúc này đang chỉ huy đoạn cao trào của cả bộ phim. Anh muốn máy bay bay lên bầu trời Trân Châu cảng, còn kêu nam nữ diễn viên làm ngay trên máy bay. Cứ như vậy máy bay bay lên, Tozu đỡ máy quay, còn nữ điệp viên do Ellison thủ vai đang cưỡi lên người nam diễn viên phản diện. Sau khi lén lút lấy được tình báo mình cần thì đánh bay một người đàn ông dưới thân. Không thể không nói tình tiết này cũng khá kinh điển nhỉ. Sau khi đoạn cao trào kết thúc, Tozu không thể hài lòng hơn được nữa. Anh cật lực khen ngợi Ellison, sau đó cởi đồ chạy đến cửa máy bay hét lên thật to, tôi làm được rồi. Để chúc mừng bộ phim đóng máy thành công, Tozu mở một bữa tiệc trong biệt thự. Tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ, ngoại trừ nữ chính Ellison cống hiến biểu diễn xuất sắc. Ellison không hề tỏ ra hưng phấn. Tozu lúc này đột nhiên nhận được điện thoại của Kuroki. Trong điện thoại, Kuroki nói với anh mình có một chuyện muốn nói. Chỉ là nói được một nửa Ellison đã cắt ngang. Chỉ thấy Ellison khí thế đứng trước mặt Tozu, nói lần
lần quay chụp này cô học được rất nhiều. Tô Du còn đang vui vẻ đợi Ellison tán thưởng, kết quả cô lại nói thẳng ra ý nghĩ thật sự của mình. Cô cho rằng nền công nghiệp phim con lợn Nhật Bản vô cùng lạc hậu. Đây cũng là bộ điện ảnh rác rưởi nhất mà cô từng quay. Không có ai xem bộ phim này sẽ thấy đã cả, bởi vì từ đầu đến cuối, bộ phim này chỉ có một mình đạo diễn Tô Du đang tự khoái thôi. Ellison nói xong câu này liền quay người rời đi, khiến cho Tô Du không hiểu mô tê gì cả. Ellison vừa đi, cảnh sát Hawaii trước đó từng xuất hiện lại đến tìm Jimmy. Hóa ra phía cảnh sát bọn họ chưa từng bỏ qua cho Tô Du, mà lấy điều kiện có được thẻ xanh để mua chuộc Jimmy, kêu Jimmy ở cạnh Tô Du dẫn dắt anh làm hoạt động phi pháp để danh chính ngôn thuận bắt anh lại. Thế là một dàn FBI mặc đồ vũ trang tiến vào biệt thự, còng hết đám người còn đang vui vẻ lại, đương nhiên trong đó bao gồm Tô Du. Rất nhanh tin tức Tô Du bị bắt lan ra cả hai nước. Hôm anh quay cảnh máy bay lại là ngày kỷ niệm vụ chân châu cảng của Mỹ. Gan của Tô Du thật lớn mà, một đạo diễn phim con lợn lại mắc phải tội mạo phạm như vậy. Tô Du nhất thời trở thành trò cười của toàn thế giới. 3 tháng sau, tòa thẩm vấn Tô Du kết thúc, anh bị áp giải đến nhà tù Honolulu. Từ đó trở đi, Tô Du sẽ sống hết phần đời còn lại ở mảnh đất chim không đậu này. Được biết Tô Du mà mình hận đến tận xương tủy bị bắt ở Hawaii, Igo vô cùng thỏa mãn, đặc biệt gọi Takei và Furuya đến uống rượu chúc mừng. Vừa nghĩ đến dáng vẻ Tô Du ở trong tù, Igo đã vui đến không khép nổi miệng. Hiện tại vật cản đường duy nhất đã biến mất, Igo hy vọng nhân cơ hội này hợp tác với hai bên hắc bạch, trở thành con rồng đầu đàn của ngành kinh tế Nhật Bản. Bên kia, để cứu Tô Du ra, Kawada tìm đến người quen ở tòa báo, mong ông giúp viết bài giải oan cho Tô Du. Nhưng bây giờ là thời điểm Thiên Hoàng Showa bệnh tình nguy kịch, làm gì có ai đi quan tâm một đạo diễn phim người lớn nhỏ bé chứ. Kawada lần nữa bị từ chối. Cách duy nhất trước mắt chính là tích đủ 100 triệu yên để bảo lãnh chuộc Tô Du trở về. Vì vậy Rugby thân hình khỏe mạnh đi làm diễn viên phim con lợn, Giang Cô cũng cùng anh. Đáng tiếc biểu hiện của anh không khiến đạo diễn hài lòng. Còn Kawada dựa vào kiến thức chuyên nghiệp của mình quyết định ứng tuyển công ty hoạt hình, nhưng sự hiểu biết của anh về hoạt hình không hề phù hợp với dụng ý hiện tại của công ty hoạt hình, chỉ đành bất lực rời đi. Cứ như vậy kế hoạch tích tiền chuộc thất bại thảm hại. Toshi ở công ty bực mình, nhìn dáng vẻ đã có chút dáng vẻ của lão đại xã hội đen rồi. Kawada luôn như một người tốt cuối cùng không ngồi nổi nữa. Anh đứng lên kéo Toshi đang bừng bừng lửa giận. Sau khi đuổi hết người khác đi, Toshi và Kawada bắt đầu thương lượng phải tích tiền kiểu gì đây. Đột nhiên, Kawada quay đầu nhìn thấy bộ phim trước kia Kuroki quay. Đúng rồi, chỗ này có một khoản bất động sản chưa đổi tiền mặt mà. Kawada quyết định phát hành phim của Kuroki để kiếm tiền. Nhưng đường tiêu thụ là một vấn đề. Tiệm băng hình trước đây đã bị cảnh cáo cấm chỉ tiêu thụ phim của xưởng phim Sapphire. Kawada còn muốn tìm ông chủ của tiệm băng hình thương lượng. Toshi thì lại không muốn giao số mệnh của mình cho người khác. Anh muốn hợp tác với Furuya, lợi dụng đầu cầu phi pháp bán tác phẩm không che, kiếm tiền kiểu này vừa nhiều vừa nhanh. Kawada thì lại không tin xã hội đen như vậy quá mạo hiểm. Nhưng Toshi một lòng chỉ muốn cứu tính mạng Tô Du, anh hất đồ rời khỏi công ty, quyết định tách ra với Kawada đi kiếm tiền. Cùng lúc đó Kuroki tìm đến Igo, Tô Du bị bắt rồi nên cô muốn làm chút gì đó. Thế là Kuroki quyết định gia nhập công ty Poseidon của Igo. Igo cũng không nhỏ mọn, tiền ký kết định là 20 triệu yên. Trong lời nói ám chỉ số tiền này có lẽ có thể giúp Tô Du thoát thân. Vốn dĩ đôi bên đã chốt xong nhưng Igo lại hy vọng Kuroki có thể cạo lông nách đi. Dù sao xã hội hiện nay, người tư tưởng cổ hủ vẫn chiếm đa số. Nhưng đây là sự tượng trưng cho bản thân Kuroki. Nghe lời đề nghị của Igo, liệu Kuroki có đồng ý không đây? Khung cảnh chuyển đi, Kosuke trở thành nhân viên văn phòng ngày ngày tìm công việc. Đột nhiên tình cờ gặp lại một người quen cũ đã lâu không gặp trên đường. Đó chính là nữ chính của bộ phim đầu tiên của họ, là Naoko, vừa hoạt bát vừa đáng yêu. Đây có thể coi là một điều bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống khó khăn. Kosuke và Naoko đến quán cà phê để trò chuyện về tình hình hiện tại. Thì ra Naoko đã đi con đường chính đạo, trở thành nhân viên văn phòng. Trải nghiệm đáng xấu hổ trong quá khứ đã được cô giấu kín. Bạn bè xung quanh bây giờ thậm chí còn không biết Naoko từng đóng phim con lợn. Nhìn Naoko dễ thương, Kosuke đột nhiên có chút cảm xúc trào dâng, ngại ngùng hẹn Naoko rảnh thì cùng ra ngoài chơi. Lẽ nào cặp đôi phụ trong bộ phim này xuất hiện rồi sao? Bên này Kawada tìm được ông chủ chuỗi cửa hàng bán phim Asushi, nhưng Asushi nói với anh bản thân đã nhận được thư cảnh cáo từ ủy ban tiêu chuẩn, nếu như bán phim không đáp ứng được sự kiểm duyệt của ủy ban lần nữa thì sẽ hủy bỏ quyền phân phối tất cả các tác phẩm của Poseidon. Dù Asushi từ trước tới nay luôn ghét Poseidon ỷ thế hiếp người, nhưng bất lực, dưới tay anh còn có các nhân viên chờ đợi miếng ăn, không thể trở mặt với ủy ban được. Nhưng Asushi đột nhiên thay đổi, nói với Kawada, nếu như tác phẩm cậu ta mang tới vô cùng ưu tú thì cũng không phải không thể xem xét. Trùng hợp Kawada quay về thì Kuroki tìm đến. Cô nói với Kawada, bản thân không biết có nên tiếp tục quay phim hay không. Cho dù Igo đã tìm tới mình, nhưng cô cảm thấy bản thân và Igo không phải người cùng đường. Nói cho cùng, điều khiến Kuroki lo lắng nhất vẫn là Tô Du ở Hawaii. Lần này cô tới để nói với Toshi anh có thể bán phim của cô, mà bên phía mẹ cô sẽ nghĩ cách. Hơn nữa nếu khó xuất bản, Kuroki sẵn sàng quảng bá trên nền tảng riêng của mình. Đây là một bước đi mạo hiểm có thể làm hỏng danh tiếng. Đến lúc đó, mọi người trong xã hội không biết sẽ nhìn Kuroki như thế nào. Nhưng Kuroki không quan tâm, chỉ cần ở bên cạnh
chuyện Tô Du, cô có thể không quan tâm tới điều gì cả. Về nhà, cô cũng nói vậy với mẹ. Cô nói mình yêu Tô Du, mẹ khuyên cô chỉ là đứa trẻ, đâu hiểu được thế nào là yêu. Kuroki cũng trở nên kích động, lớn tiếng nói, lẽ nào sinh con với người đàn ông đã có vợ cũng gọi là yêu sao? Người mẹ luôn hiền dịu, nghe thấy Kuroki chạm vào nỗi đau của mình thì tức giận hất cả bàn. Sau đó mẹ đau khổ nói ra chân tướng, hóa ra bà và người đàn ông đó thực sự yêu nhau. Sự ra đời của Megumi hoàn toàn là ngoài ý muốn. Từ khi có Megumi, người đàn ông đó đã biến mất khỏi đời bà. Vậy nên mẹ của Kuroki luôn hận bản thân. Bà luôn dùng đủ loại quy tắc để trói buộc Kuroki. Không phải sợ Kuroki rời xa mình, mà sợ rằng sau khi Kuroki rời đi thì mối liên kết duy nhất giữa bản thân và người đàn ông đó sẽ biến mất. Những lời nói tàn nhẫn này hoàn toàn khiến Kuroki tuyệt vọng. Xem ra cô và mẹ của mình đều xem trọng lập trường phụ nữ của mình, mà không phải quan hệ mẹ con. Kuroki cứ như vậy mà đoạn tuyệt quan hệ với mẹ mình. Asushi sau khi xem bộ phim đầu tay của Kuroki thì không ngừng khen ngợi. Thật khó để tin được đây là tác phẩm đầu tay của cô gái trước mặt. Asushi đã bị thuyết phục. Một kiệt tác như thế này hoàn toàn có thể khiến anh ta phớt lờ lời cảnh cáo của Aigo. Hai bên cứ như vậy mà có được sự đồng thuận. Tác phẩm đầu tiên của Kuroki chính thức được phát hành. Kawada cược tất cả tài sản của mình, đem hết băng của mình đi bán. Các chàng trai ở xưởng phim Sapphire cũng chăm chỉ tuyên truyền ở Tokyo. Bản thân Kuroki cũng đích thân tham gia vào đội ngũ tuyên truyền. Dưới những lần bùng nổ liên tục, doanh thu của bộ phim này đang tăng lên từng ngày, trở thành một tác phẩm thực sự phi thường. Kuroki cũng trở thành ngôi sao nóng bỏng tay. Đương nhiên, người tức giận duy nhất là Aigo. Ông sai cấp dưới của ủy ban đi tìm Asushi, chất vấn anh ta tại sao lại bán tác phẩm của xưởng phim Sapphire. Lúc này Asushi không chịu tỏ ra yếu thế nữa. Lợi nhuận cực lớn mà sau khi Kuroki xuất đạo khiến anh ta không cần phải xem xét áp lực từ phía Poseidon. Ngay cả khi không có bộ phim Poseidon, việc làm ăn của anh ta vẫn rất tốt. Nói chung hành động của Kawada thành công lớn rồi, nhưng thời gian quá ngắn, tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn thiếu 50 triệu yên. Lúc này Toshi mất tích đã lâu lại đột nhiên lấy ra 50 triệu tiền mặt, bảo Kawada đừng quản việc anh ấy lấy tiền từ đâu. Bây giờ tiền bảo lãnh thu đủ rồi, chuộc Tô Du ra là quan trọng nhất. Tiền của Toshi từ đâu ra thì chúng ta phải quay lại trước đó. Khi Kawada đang hành động, Toshi còn lấy trộm được băng chủ đựng các bộ phim trước đó được lưu trữ tại hãng. Anh đưa nó cho Furuya, có ý định sản xuất video không che bất hợp pháp để bán, mà băng chủ lại chính là bộ phim Naoko quay. Liệu điều này có báo trước phần còn lại của câu chuyện? Chúng ta tạm thời không biết. Sau đó Furuya đưa Toshi đến góc tối nhất Kabukicho, có vô số tội phạm và gạch buông thả bản thân ở đó. Và ở nơi sâu nhất của nơi tối tăm này ẩn giấu một thế lực của Furuya. Toshi tới gần nhìn, có rất nhiều phụ nữ bị giam bên trong. Những người phụ nữ này đều bị người của Furuya ép tiêm thuốc. Xong chuyện, những người phụ nữ này sẽ được gửi đến nhiều nơi khác nhau quay video bất hợp pháp. Toshi ngơ người, anh nhìn một người phụ nữ trong số đó, để thỏa mãn cơn nghiện của mình tùy tiện để cho đàn em của Furuya cưỡi lên và tàn phá. Tất cả đều quá tàn khốc, tuy nhiên điều tàn khốc hơn vẫn còn ở phía sau. Furuya vừa cười vừa nói ra một con dao ngắn. Đi tới sau lưng Fujiwara vẫn đang vận động kịch liệt, một nhát đâm vào thắt lưng của anh ta. Chỉ thấy Furuya lạnh lùng nói, cậu lấy tiền của tổ chức phải không? Fujiwara run rẩy xin lỗi, rồi ngã xuống đất mất đi hơi thở. Làm xong tất cả, Furuya đưa dao cho Toshi để anh lấy của Fujiwara ra. Nếu không thì khi ném xác xuống biển, nó sẽ bị trương phồng. Hóa ra Furuya đã phát hiện ra Fujiwara đã phản bội tổ chức từ lâu. Ông muốn thăng chức cho Toshi thay thế Fujiwara. Đây chính là cách làm của Toshi. Anh trở thành cấp dưới của Furuya, và 50 triệu yên này chính là tiền Toshi kiếm được khi bán video bất hợp pháp. Chúng ta không biết đây là phúc hay họa, nhưng Tô Du quả thực đã được mọi người cứu ra. Sau khi trở về Tokyo, Tô Du gặp lại những người bạn của mình. Tất nhiên Kuroki cũng ở trong đó, nhưng bây giờ Kuroki đã là người nổi tiếng. Vừa mới đến sân bay, đã bị bao vây bởi các phóng viên khiến cho Tô Du vừa trở về cảm thấy hoang mang. Tô Du và những người khác đang ăn cùng nhau trong công ty, vừa xem Kuroki trên TV kiêu ngạo tuyên bố tuyên ngôn cởi mở của mình. Tô Du vừa từ tù trở về còn có cảm giác như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Trong thời gian này bạn bè đều có những thay đổi lớn. Ăn xong bữa tối, Toshi kéo người ở công ty đi hộp đêm chúc mừng Tô Du trở về. Nhưng trong nhà vệ sinh hộp đêm, không ai ngờ Toshi bởi vì gia nhập xã hội đen mà trở thành một con nghiện. Tô Du cũng không phát giác ra Toshi có gì bất thường. Lúc này anh đang ôn lại chuyện cũ với Kuroki. Mặc dù sự nghiệp của Kuroki hiện tại rất tốt, nhưng người cô không quên được nhất vẫn là người lấy đi lần đầu tiên của cô và giúp cô tìm được bản thân mình, chính là Tô Du. Nói đến chỗ động tình, hai người liền ôm lấy và hôn nhau điên cuồng. Đây là nơi công cộng đó. Cũng may rằng cô bước qua nói với Kuroki. Tiếp đó còn rất nhiều cuộc phỏng vấn mới tách được cặp đôi say đắm này. Đương nhiên, không chỉ có Kuroki, Kawada kiên trì ủng hộ công ty, thực ra là công thần lớn nhất ẩn giấu đằng sau.
Tô Du cũng bày tỏ lòng biết ơn với anh, chỉ là trong dịp vui vẻ thế này lại xuất hiện một người khiến người ta rất không vui, đó chính là Aigou. Thấy sự nghiệp của Tô Du đang thăng hoa, Aigou cũng mủi lòng. Ông ta không còn chống đối Tô Du nữa, mà đề nghị dùng cách tài trợ 10 tỷ mua lại xưởng phim Sapphire. Trừ việc tiêu thụ đều thuộc về ông ta, Aigou sẽ không can thiệp vào công việc cụ thể của Tô Du. Đây xem như là điều kiện hai bên đều có lợi, chỉ là Tô Du kiêu ngạo đương nhiên sẽ không đồng ý sống dưới mái nhà người khác. Cuộc đàm phán của hai người cứ vậy mà đổ bể. Đây cũng là cơ hội cuối cùng Aigou dành cho Tô Du. Về công ty, để lấy lại thị trường phim con lợn, Aigou quyết định thay đổi chính sách của ủy ban. Ông cũng muốn bắt chước Tô Du làm phim người lớn bằng súng thật đạn thật. Ông còn tìm tới Furuya, cho rằng tỷ lệ cổ tức hợp tác trong tương lai giữa hai bên cần phải được điều chỉnh. Lợi nhuận của Furuya sẽ bị giảm, nhưng tương ứng ông sẽ mang cho Furuya doanh thu cao hơn từ việc tiêu thụ phim. Đây cũng là vì công ty Poseidon của ông. Để chuẩn bị mở rộng sản xuất phim, Aigou tập hợp tất cả nhân viên, yêu cầu họ cải thiện số lượng và chất lượng video. Trụ sở chính sẽ tăng phí sản xuất lên gấp 5 lần. Anh muốn dùng sự giàu có và uy nghiêm của mình để đè bẹp xưởng phim Sapphire của Tô Du, mà bên phía xưởng phim Sapphire thì vẫn sóng yên gió lặng. Vô số cô gái trẻ bởi vì sùng bái sự độc đáo của Kuroki mà đến xin làm diễn viên. Khối lượng quay phim của họ cũng tăng lên nhanh chóng trong thời gian ngắn. Sapphire bây giờ không còn nghèo khổ, khốn khổ như xưa nữa. Hai công ty sản xuất đứng đầu ngành bắt đầu cuộc cạnh tranh công khai. Mặc dù phương pháp của họ hoàn toàn khác nhau, Aigou liền dùng tiền đập mạnh, Tô Du dùng tài ăn nói và cái đó của mình đích thân quay phim. Giờ đây xem ai sẽ là người cười tới cuối cùng. Đương nhiên Kuroki của chúng ta cũng là minh tinh sáng giá nhất trong cuộc chiến này. Cô ấy vẫn thường xuyên trả lời phỏng vấn, khoe lông nách của mình một cách tự tin. Chỉ nghỉ ngơi một phút thôi, Kuroki đã cảm thấy bối rối rồi. Những thứ này là bản thân muốn lúc đầu sao? Nhưng bỗng một ngày, Naoko vẻ mặt tức giận tới tìm Tô Du, nói với họ phim đen mà bản thân quay từ rất lâu trước, không biết từ khi nào đã phổ biến ở chợ đen, còn tiêu thụ rất tốt. Bởi vì tin dữ này mà cuộc đời cô đã bị hủy hoại hoàn toàn. Naoko không chỉ mất việc mà liên tục bị những người xung quanh chế giễu, sỉ nhục. Khi mọi người đang nghi hoặc là ai ăn cắp đĩa chủ, Toshi đột nhiên đứng ra thừa nhận là bản thân làm. Lúc này, Kosuke vốn yêu thầm Naoko xông lên chuẩn bị ra tay. Thấy chuyện không giấu nổi nữa, Toshi mới thừa nhận 50 triệu tiền bảo lãnh không phải là đi mượn, mà kiếm được từ việc bán băng video bất hợp pháp. Toshi cho rằng tất cả điều này đều vì cứu Tô Du, nhưng đây không phải ý định của Tô Du. Anh nghiêm túc yêu cầu Toshi dừng lại ngay. Toshi cũng tức giận vung tay rời khỏi công ty. Đương nhiên anh vẫn nghe lời Tô Du tìm tới Furuya định rút khỏi việc buôn bán trái phép. Nhưng Furuya quỷ quyệt đã nhận ra Toshi muốn rút lui. Ông vòng tay qua vai Toshi và nói với anh ấy, bản thân định đem toàn bộ sản nghiệp kinh doanh video dưới tay mình cho anh ta. Không chỉ có vậy, Furuya còn nhắc đến đàn em Fujiwara đắp chiếu thê thảm trước đó. Ông ta biết Toshi không có gan phản bội mình. Từ giây phút gật đầu gia nhập xã hội đen, Toshi đã không còn sự lựa chọn nào khác. Toshi sợ hãi chỉ đành tới nhà vệ sinh, dùng thuốc để mê hoặc bản thân. Sau một thời gian phê thuốc, Toshi loạng choạng quay trở lại công ty. Anh lên kế hoạch trộm đĩa chủ của những bộ phim khác. Đây là nhiệm vụ Furuya giao cho anh. Chỉ là lần này Toshi bị Tô Du và Kawada đã có biện pháp phòng ngừa đánh cho một trận. Kawada phớt lờ sự phản kháng của Toshi, xắn tay áo anh lên. Quả nhiên trông thấy những vết kim với nhiều kích cỡ khác nhau trên cánh tay. Lần này Kawada hoàn toàn từ bỏ Toshi. Anh rút 50 triệu tiền mặt, yêu cầu Toshi từ nay hãy đoạn tuyệt hoàn toàn với công ty. Thấy Toshi sắp phát điên rồi, Tô Du bước qua yêu cầu Toshi trở về quê hương ở Hokkaido sinh sống. Toshi nắm lấy cổ áo Tô Du không ngừng xin lỗi. Anh ấy không muốn rời đi, không muốn rời nền tảng mà anh đã dày công xây dựng. Cuộc hành trình của anh ấy với Tô Du chẳng phải mới bắt đầu sao? Tô Du đau khổ ôm Toshi, lại cầu xin anh rời khỏi công ty. Toshi tim đau như cắt nói với Tô Du, anh sẽ phải hối hận. Ai ngờ Tô Du quay đầu nói, tôi đã hối hận rồi. Thực ra anh cũng đau khổ không kém gì Toshi, vì Thiên Hoàng Showa sắp hẹo rồi. Vào thời điểm thời đại trong nước đang thay đổi, cảnh sát cấp cao ra lệnh cho cấp dưới thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức đạo đức ở nhiều khu vực khác nhau, phải quét sạch thế lực của băng đảng phim con lợn trái phép. Takei cũng tham dự hội nghị. Anh hiểu rằng từ nay trở đi tình hình có thể sắp thay đổi đáng kể. Bên này Tô Du cuối cùng cũng gặp được Kuroki, người hiếm khi có thời gian rảnh. Họ ăn tối cùng nhau. Tô Du cuối cùng cũng nói ra được suy nghĩ của bản thân, đó là làm phim với Kuroki lần nữa. Đây đương nhiên là điều Kuroki mong đợi. Tuy nhiên lý tưởng của cô lớn hơn. Cô hy vọng dùng phim con lợn để thay đổi thế giới bảo thủ này. Và đây cũng là điều mà Tô Du muốn làm. Cả hai cùng tâm đầu ý hợp. Kuroki quyết định đưa Tô Du lên một chương trình truyền hình cùng cô để thực hiện hóa lý tưởng. Khung cảnh thay đổi. Takei tìm đến Aigou. Lúc này Aigou vẫn chưa biết chính phủ đã bắt đầu hành động, vẫn nhiệt tình quy hoạch lãnh thổ kinh doanh của riêng mình. Nhìn Aigou vẫn đang điên cuồng, Takei cuối cùng cũng biết định từ bỏ anh ta giống như Tô Du bọn họ từ bỏ Toshi vậy. Sau đó chiến dịch sâu rộng của chính phủ bắt đầu. Người đầu tiên phải gánh chịu trách nhiệm chính là Toshi, phụ trách video phim con lợn pháp ngầm ở Tokyo. Toàn bộ căn cứ bị cảnh sát ập vào.
mà anh cũng bị giam vào tù. Người thứ hai chính là Igo, vị thiên vương tình sắc kiêu ngạo này, cuối cùng cũng bị bắt vì những việc đen tối mà bản thân đã làm. Lúc này Tozu vẫn chưa biết chuyện, các đối tác của xưởng phim Sapphire vẫn ăn mừng sự xuất hiện của anh ấy trên TV. Vẫn là Takei đột nhiên tới thăm nói cho Tozu biết về toàn bộ hoạt động càn quét. Trước khi rời đi, Takei cảnh báo Tozu đừng tự mãn chỉ vì lần này đã thoát được. Chỉ cần anh dám đụng vào ngành nghề phi pháp thì ông sẽ lập tức tới bắt. Ngoài ý muốn là thủ lĩnh băng đảng Furuya đã được Takei thả ra. Ông cho rằng xã hội đen chưa tới bước bị thời đại đào thải. Đôi khi cảnh sát phải hợp tác với bọn côn đồ. Cứ như vậy, mọi chuyện đã được giải quyết. Tozu được như ý nguyện trở thành đế vương tình sắc mới. Nhật Bản cũng đã chính thức bước vào thời đại 2 giây. Cuộc sống của mỗi người đều vô thức tích lũy những thay đổi nhỏ để thích ứng với thời đại mới này. Naoko bị lộ quá khứ quay phim dứt khoát quay về nghề cũ, trở thành diễn viên phim con lợn ở xưởng phim Sapphire của Tozu. Sau khi ngồi tù vài năm, Toshi cũng mở ra cuộc đời mới. Khi bị bắt, anh ta không hề khai ra Furuya, điều này khiến Furuya rất trân trọng. Vì thế dưới sự đón tiếp của đích thân Furuya, anh ta được định sẵn sẽ trở thành thủ lĩnh của một thế hệ xã hội đen mới. Và xưởng phim Sapphire từng đổ nát giờ đây đã trở thành trung tâm của ngành công nghiệp phim con lợn Nhật Bản. Tozu đến trụ sở trong trang phục chỉnh tề. Trong thời đại mới này, anh ấy sẽ tiếp tục viết ra thần thoại thuộc về bản thân với Kuroki. Đến những năm 1990, Tozu cũng đã trở thành nhân vật thành công, nhận phỏng vấn khắp nơi để kể câu chuyện về làm giàu của mình. Kể cả tiền án từng có đều trở thành điểm để khoe khoang. Tất nhiên, trọng điểm của mỗi lần phỏng vấn đều sẽ không thể thiếu được nữ vương có tính chủ đề Kuroki rồi. Tozu và Kuroki đều cho rằng hai người không thể thiếu nhau. Sau cuộc phỏng vấn, Tozu vẫn thể hiện sự lưu manh của mình, cũng may Kuroki tới giải vây. Xưởng phim Sapphire bây giờ đã là một công ty lớn, cả công ty như một đại gia đình hạnh phúc. Hôm ấy Tozu tới tuyên truyền bản thân, lại bất chợt quyết định gây náo loạn tại địa điểm vận động bầu cử nghị sĩ, chọc mọi người hỗn loạn. Kuroki cũng đến giúp Tozu nâng cao độ thảo luận, mà đối thủ cũ của Tozu, cảnh sát Takei, luôn để mắt tới anh ấy. Thấy Tozu gây náo động trong buổi bầu cử, Takei không thể ngồi yên được nữa. Ông ta đi tới trước mặt Tozu, cho Tozu đến cảnh cục ngồi một chuyến. Tozu lại lần nữa vào ngục giam. Đương nhiên đối với Tozu luôn thích gây rối mà nói, sở cảnh sát đã là bạn cũ của anh rồi. Mỗi lần xảy ra chuyện, Kawada như bảo mẫu đều tìm tới công tố viên, dùng tiền lau mông cho Tozu. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ trong 1 giờ Tozu đã được thả ra. Nhưng hôm nay Takei cứ bám lấy Tozu không buông. Ông nói có chuyện khẩn cấp cần bàn bạc với Tozu nên muốn mời anh cùng đi ăn cơm. Ở bàn ăn, ba bên trong ngành công nghiệp phim người lớn nhân cơ hội này bắt đầu chia phần rồi. Là Tozu và Kawada đại diện cho các nhà sản xuất phim, Takei đại diện cho lực lượng chính phủ, cùng với Asushi đại diện cho việc bán phim. Trong lúc này, Takei đã cảnh báo hai bên còn lại đừng nghĩ đến việc làm bất cứ điều gì vi phạm pháp luật. Asushi hy vọng Tozu phấn đấu cho ra đời những tác phẩm mới từ thời đại mới, đừng suốt ngày làm những dự án tầm thường. Ăn được một nửa, Tozu nhận được một cuộc gọi, mà cuộc điện thoại này cũng sẽ thay đổi quỹ đạo cuộc đời của Tozu. Tất nhiên, chuyện này sẽ nói sau. Đầu bên kia của điện thoại là người quản lý ở ngân hàng của Tozu, Honda. Honda vẫn luôn giúp đỡ Tozu xem xét các dự án mới nổi đáng đầu tư. Anh tìm thấy một dự án đấu thầu vô cùng phù hợp với Tozu, đó chính là không lâu sau truyền hình vệ tinh sẽ được phổ biến rộng rãi. Tozu tuy chưa từng nghe nói tới nhưng cũng nói rằng anh ấy sẽ đi xem. Sau khi cúp điện thoại, Honda vẻ mặt tươi vui. Không ngờ con cừu to béo lại mắc câu dễ dàng như vậy. Không lâu sau, Honda đã chở Tozu đến căn cứ vệ tinh. Đến hiện trường, Tozu phút chốc bị bất ngờ trước anten thu sóng khổng lồ. Lúc này, Tozu dường như cảm nhận được tương lai của thế giới sẽ được phát ra từ anten này. Đột nhiên, suy nghĩ của anh trôi vào không gian. Nếu công ty Sapphire của anh ấy sở hữu một vệ tinh, vậy chẳng phải có thể phát phim của anh một ngày 24 giờ khắp nơi trên thế giới sao? Tozu không thể kìm được sự phấn khích của mình, phân phó Asushi nhanh chóng đi làm. Nhưng ngành công nghiệp cao siêu mới mẻ như vậy, đương nhiên không tới lượt Tozu ăn miếng lớn rồi. Người phụ trách ngành công nghiệp vệ tinh có từ lâu rồi, đó là ông chú Koichi đẹp trai và thời thượng đeo kính râm. Thân phận của anh ấy không bình thường, là đại diện phía đông của công ty thông tấn vệ tinh, vậy nên Koichi không quan tâm đến Tozu. Sau khi tiếp đón những người bạn nước ngoài liền lập tức rời đi. Rõ ràng người đàn ông quyền lực này cấp bậc khác biệt với Tozu. Bên này, Kuroki vẫn luôn nói chuyện phóng khoáng, cô luôn khiến người dẫn chương trình cố gắng nghiêm túc thích thú mỉm cười. Sau cuộc phỏng vấn, Tozu đến đón Kuroki. Về đến nhà, cặp đôi ân ái này đương nhiên không thiếu được khoảng thời gian vui vẻ trên giường. Sau khi kết thúc, Kuroki nhẹ nhàng nép vào vòng tay của Tozu, nghe anh nói về việc trông thấy truyền hình vệ tinh hôm nay, truyền bá tình sắc tới khắp thế giới là giấc mơ của Tozu. Đến ngày thứ hai, Tozu đến công ty quay phim như thường lệ, nhưng mới quay được nửa chừng, Honda ở ngân hàng đột nhiên gọi cho Tozu, nói với anh ấy rằng anh ấy đã liên lạc lại với Koichi. Tozu kích động không màng tới hiện trường quay phim nữa. Anh nhanh chóng mặc lại bộ lễ phục và đến biệt thự của Koichi. Lúc này Koichi đang tổ chức một bữa tiệc trong biệt thự, Tozu chỉ có thể khó chịu ngồi bên ngoài phòng khách. Kết quả ngồi tới khi bữa tiệc kết thúc, người đi hết rồi mà Koichi thậm chí còn không xuất hiện. Hóa ra Koichi không muốn gặp Tozu chút nào, anh ấy đang trốn trong nhà để chơi game đua xe, chơi vô cùng vui vẻ. Tozu đợi mất hết kiên nhẫn, lao thẳng vào biệt thự đến trước mặt Koichi, trực tiếp tự giới thiệu bản thân trước mặt một nhóm ông chủ tập đoàn. Nhưng tài ăn nói vẫn luôn hiệu quả của anh ở đây lại mất đi ma lực, không có ai để ý tới Tozu. Những người
người này thậm chí chưa bao giờ xem video người lớn. Thấy vậy, Tô Du lại theo Koichi đến quán bar, nói khoản đầu tư của anh có thể giúp Koichi mở rộng quy mô kinh doanh. Tô Du cũng cảm nhận được thân phận của mình bị Koichi coi thường. Anh tức giận nói, công ty của mình doanh thu hàng năm đã đạt 5 tỷ yên. Kết quả là Koichi càng cười vui vẻ hơn. Người ở đây đều là người kiểm soát huyết mạch kinh tế của đất nước họ. Chính mức thuế cao mà họ phải trả duy trì sự vận hành của đất nước. Doanh thu hàng năm 300 tỷ yên. Chỉ có điều là đó chỉ là bước đệm để bước vào giai cấp này mà thôi. Tô Du có nói ba hoa chích chè gì cũng chỉ thể hiện được sự ngu dốt và ấu trĩ của mình. Thấy vậy, Tô Du tới trước mặt Koichi nói, tên tôi là Tô Du Muranishi, anh nhất định sẽ nhớ nó. Nói xong, Tô Du có chút chật vật rời khỏi biệt thự. Tô Du nói với Honda phải tìm cách giúp mình tham gia cuộc đua vệ tinh này. Khung cảnh thay đổi, trong một tầng hầm tối tăm, mấy thành viên xã hội đen khuôn mặt hung dữ đang cùng nhau ngồi chơi mặt trược. Trong số họ có một thành viên không ngờ tới, đó chính là Toshi bị Tô Du đuổi ra khỏi công ty. Toshi lúc này sắc mặt âm u, xem video phỏng vấn của Tô Du trên TV, một lời khó nói hết cảm xúc anh lúc này, mà đằng sau lưng anh ta là lão đại Furuya khuôn mặt nghiêm túc thúc giục anh ta đã đến lúc phải rời đi. Để nhanh chóng tích lũy vốn, Tô Du quyết định thay đổi hướng đi, ra phim mới như phát điên vậy. Mặc dù cách làm này có hiệu quả nhưng Asushi chủ chuỗi cửa hàng video có chút không hài lòng, chất lượng tác phẩm hiện tại của xưởng phim Sapphire có chút không đồng đều, không còn hoành tráng như tác phẩm đầu tay của Kuroki nữa. Kawada thực ra cũng hiểu vấn đề này, về công ty Tô Du vẫn đang tẩy não nhân viên một cách hào hứng, nói rằng một ngày nào đó tác phẩm của mình sẽ phát sóng 24 giờ một ngày trong phạm vi toàn thế giới. Kawada duy trì thái độ bảo thủ, anh thấy rằng hệ thống quy định hiện tại vẫn chưa cho phép những ý tưởng to gan như vậy, nhưng Tô Du đã trầm mê trong đó không thể thoát ra được. Những ngày tiếp theo Tô Du tiếp tục điên cuồng quay phim, số lượng diễn viên trong công ty cũng ngày một đông hơn, bản thân những diễn viên này cũng được trả nhiều tiền hơn, vì thế trong công ty ngoại trừ Kawada, tất cả đều đắm chìm trong bầu không khí này. Hôm đó, dưới tình trạng quay phim cường độ cao liên tục, thành viên đắc lực của Tô Du là Rugby cuối cùng thể lực không đủ nữa, đề nghị đạo diễn nghỉ nửa tiếng rồi tiếp tục, nhưng cho dù là nửa giờ, Tô Du cũng không đợi được nữa. Anh nhờ Kosuke gầy gò thay cho Rugby đóng vai nam chính của tác phẩm tiếp theo. Càng khiến Kosuke căng thẳng hơn đó là nữ diễn viên trong cảnh này là nữ thần Naoko mà anh đã thầm yêu từ lâu, nhưng chỉ có thể cắn răng làm thôi. Vì thế trai tân Kosuke của chúng ta run rẩy cởi áo ngủ của Naoko. Kết quả không ngờ Kosuke quá lo lắng rồi, không cẩn thận liền hạ hỏa, nhưng Tô Du lại lóe lên cảm hứng. Anh tóm lấy Naoko nói với cô, khung cảnh lúc nãy rất có tính nghệ thuật, anh nguyện ý tăng giá thêm 10 triệu, hy vọng Naoko có thể đem cảm xúc vui vẻ tái hiện cảnh này. Đương nhiên nam chính không còn là tân binh Kosuke nữa, mà linh cảm lần này Tô Du cũng giúp tác phẩm mới cũng nhận được nhiều những lời ca ngợi. Ông chủ Asushi cũng rất hài lòng với tác phẩm này, không ngừng khen ngợi phát minh của Tô Du, đúng là chọc đúng vào trái tim đàn ông. Nhưng cho dù như vậy Kawada vẫn không vui. Sau khi phim mới của Naoko trở nên nổi tiếng, toàn bộ phim của xưởng phim Sapphire cũng nhanh chóng chuyển sang loại hình này. Một ngày nọ Kawada vừa mua phim mẫu từ cửa hàng video, trên đường về công ty đột nhiên bị người đi từ đâu tới đụng ngã, những cuốn băng video trong túi vương vãi khắp đất. Đúng lúc này, một cô gái ăn mặc giản dị vẻ ngoài thuần khiết giúp Kawada nhặt cuốn băng còn lại. Người cùng ngành thúc giục cô gái tên Miyuki này rời đi càng sớm càng tốt, nhưng lần đầu Kawada trông thấy Miyuki đã bị cô thu hút. Cô gái này chắc chắn có tiềm năng trở thành người giỏi nhất trong ngành. Anh lại gọi Miyuki để hỏi cô ấy xem cô ấy có ý định quay phim không, nếu có thì đến xưởng phim Sapphire tìm anh ta. Nói xong Kawada còn đưa tác phẩm đầu tay của Kuroki cho Miyuki, nói rằng anh có thể khiến cô trở thành người nổi tiếng hơn cả Kuroki. Sau khi bị trì hoãn thời gian đi trên đường, Kawada vội vàng đến chỗ công ty liên hoan rồi báo tin vui này cho Tô Du, nhưng không ngờ Tô Du hoàn toàn không quan tâm tới cái gọi là người mới Miyuki. Anh bây giờ chỉ muốn kiếm tiền. Chàng trai đẹp trai thời thượng xuất hiện trên TV này tên là Ken-chan, từng có tình một đêm với nữ diễn viên trong công ty ở quán bar. Hơn nữa Ken-chan vẻ ngoài gầy yếu, thanh thuần thực ra có chút biến thái. Anh rất thích con gái trêu chọc ngực của anh ta, lại có ý tưởng mới rồi. Tô Du quyết định sử dụng kinh nghiệm này để quay một bộ phim tên là Cảm ơn Ken-chan, chuyển thể từ câu chuyện có thật. Nội dung nói về nữ diễn viên phim Con lợn và thần tượng đang hot. Chuyện này lại gây ra náo động trong giới truyền thông. Khung cảnh thay đổi, một ông chú tóc trắng đang làm một chuyện không thể miêu tả với một cô gái. Sau khi kết thúc thì đột nhiên có người gõ cửa. Nghị sĩ mở cửa nhìn, ngoài cửa là Toshi cầm máy quay. Xem ra nghị sĩ này đã bị bắt quả tang rồi. Cô gái trên giường cũng sửa lại, nói rằng nghị sĩ mời lem mình. Vốn nghị sĩ chỉ đành tiêu tiền trừ hậu họa. Kết quả Toshi nhất thời thất thần nên bị nghị sĩ phản công và thành công trốn khỏi khách sạn. Quay về tổng bộ, đồng nghiệp của Toshi Ogiwara rất tức giận với anh. Toshi không chỉ làm mất một con cá lớn mà còn rất có thể sẽ khiến nghị sĩ trả thù. Chuyện đơn giản như vậy cũng không làm tốt, thật đúng là thành sự không đủ bại sự có thừa. Chỉ là Ogiwara không dám tức giận với Toshi đang được lão đại Furuya đánh giá cao, chỉ có thể đánh đàn em ở bên cạnh để chút giận. Đúng lúc này Furuya về rồi, trông thấy Toshi bản tính tốt bụng vẫn không thể hòa nhập với tổ chức,
Furuya quyết định kích thích anh ta, không chỉ cho anh một khẩu súng còn đưa anh đến quán bar uống rượu. Trong quán bar, Toshi bị thu hút bởi một người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ xinh đẹp trong váy trắng này là Sayaka. Cô ấy là nhân viên tiếp rượu làm việc cho Furuya. Không biết xuất phát từ mục đích gì, Furuya bảo Toshi đưa Sayaka về nhà. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Sayaka diện váy ngắn gợi cảm, vừa trò chuyện với Toshi vừa lặng trọng tản bộ. Sau khi đến cửa nhà, Sayaka gọi Toshi về nhà cùng. Thì ra ý của Furuya là muốn Sayaka qua đêm với Toshi, nhưng Toshi từ chối. Thái độ của anh ngược lại khiến Sayaka vừa mừng vừa vui. Trước khi cô về nhà, Toshi nói dù sao bản thân cũng thuận đường nên sau này đều có thể đưa cô về nhà. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Toshi chắc chắn là đã thích cô gái phong trần này, cũng không biết là phúc hay họa cho anh ấy. Tình tiết lại quay trở về chỗ Tozu. Bộ phim Cảm ơn Ken-chan kia vô cùng hot, ngay lập tức đốt cháy thị trường phim con lợn, doanh số bán hàng đang tăng lên từng ngày. Kawada nhắc nhở Tozu đang hưng phấn rằng cách làm quay phim không ngừng này tiêu tốn năng lượng của nhân viên, hại nhiều hơn lợi. Nhưng suy nghĩ trong đầu của Tozu chỉ nghĩ tới kế hoạch vệ tinh, không nghe vào lời khuyên của Kawada. Rắc rối rất nhanh đã tới. Hành động tùy tiện của Tozu khiến đài truyền hình tức giận. Phải biết mỗi thần tượng đều là họ dùng khoản tiền lớn để tạo ra, nhưng cứ như vậy mà bị Tozu hủy đi mất. Ngành giải trí Nhật Bản cấm Tozu xuất hiện trên các chương trình truyền hình, còn cảnh cáo Kawada không được để Tozu làm bừa nữa. Không ngờ dường như Tozu không biết hối cải, còn uy hiếp nếu không cho anh lên đài thì đừng mơ để cho Kuroki xuất hiện. Không chỉ có vậy, anh còn dùng những lời lẽ tục tĩu mỉa mai thần tượng Ken-chan. Tozu thì tiêu sái, nhưng việc anh gây ra lại để cho Kawada phải xử lý. Về công ty, Kawada lần đầu cãi nhau lớn với Tozu. Anh tâm sự với Tozu là hy vọng sẽ làm được một tác phẩm khác có thể sánh ngang với tác phẩm ra mắt của Kuroki. Thấy Kawada đã quỳ xuống cầu xin rồi, Tozu cũng hứa rằng nhất định sẽ nỗ lực, nhưng hiển nhiên lời hứa này có chút giả dối. Tozu không những không biết hối cải, còn cử nhân viên 24 giờ thu thập những tin đồn bí mật về những người nổi tiếng để quay nhiều hệ liệt cảm ơn hơn nữa. Xưởng phim Sapphire gặp phải sự phản đối tập thể của người hâm mộ. Cách làm này cuối cùng đã thu hút được sự chú ý của các ông trùm. Asushi, đại diện cho những người bán băng video và đại diện cho bên cảnh sát Latakei, nói với Kawada, cứ tiếp tục như thế này thì các tác phẩm của Tozu sẽ bị cấm lên sóng. Kawada chán nản quay trở lại công ty, một mình xem phim của Kuroki để bớt giận. Không ngờ bị Kuroki đột nhiên tới thăm bắt gặp, cảnh tượng thật xấu hổ. Khung cảnh thay đổi, xưởng phim Sapphire lại lần nữa tổ chức tiệc hàng tháng, trao giải cho các nữ diễn viên xuất sắc. Kawada đang uống rượu dưới sự xa hoa này. Anh biết tất cả đều là giả dối. Cuối cùng Kawada không thể chịu đựng được nữa. Anh ta cắt ngang bài phát biểu của Tozu, tức giận buộc tội Tozu chỉ nghĩ đến truyền hình vệ tinh của mình, không suy nghĩ cho tương lai của công ty. Bản thân đã thu hồi lại tất cả video chuỗi cảm ơn, vì nếu không làm như vậy, Tozu sẽ bị cấm sóng toàn diện. Hơn nữa anh và Kuroki đều hy vọng Tozu có thể tiếp tục phát huy tài hoa tình sắc và vượt qua quá khứ của bản thân. Nếu Tozu cứ tiếp tục chấp mê bất ngộ như vậy thì Kawada chỉ có thể sa thải anh ta. Tozu tức giận rồi, anh cho rằng Kawada không hiểu được kế hoạch lớn lao của anh. Sau này không thể quay phim cũng không sao cả, dưới tay còn có những đạo diễn khác. Anh nói với nhân viên công ty chọn đi theo mình hay Kawada. Quả nhiên Tozu có khả năng kêu gọi và mị lực nhân cách nên đã kéo đi tất cả nhân viên của xưởng phim Sapphire, chỉ để lại mình Kawada, vị giám đốc cô độc này. Đến cả Kuroki đồng tình với Kawada cuối cùng cũng lựa chọn rời xa anh. Tozu một mình đưa tất cả nhân viên ra ngoài và thành lập xưởng phim Diamond. Sau khi mất đi Kawada, Tozu tuyển một kẻ đần độn nhưng lại rất sùng bái anh là Komu làm trợ lý, và một cô nàng lạnh lùng tham công tiếc việc đến từ một nhà máy lớn làm kế toán. Dù mất đi Kawada nhưng công ty mới vẫn rất sôi động, mà trong số nữ diễn viên tham gia vào xưởng phim Diamond có một cô gái nhút nhát, ngây thơ lại đặc biệt đáng yêu. Cô chính là Miyuki mà Kawada gặp trên phố trước đây. Chính vì sau khi xem tác phẩm đầu tay của Kuroki nên cô mới nảy ra ý định đi theo bước chân của Kuroki trở thành một nữ diễn viên để tuyên truyền cho công ty mới của mình. Tozu mượn nhiều cuộc phỏng vấn để nói với phóng viên tương lai anh sẽ cùng với các nữ diễn viên tạo dựng nền văn hóa tình sắc tỏa sáng như Diamond. Sau khi làm xong những thứ này, Tozu lại lần nữa nhờ Honda ở ngân hàng liên hệ với Koichi, tổng phụ trách vệ tinh. Nhưng Koichi lại đang chơi đua xe, anh hoàn toàn không muốn để ý tới. Tozu cũng không nản lòng, anh lấy ra những quả nho ngoại đã chuẩn bị kỹ càng phát ở biệt thự nhà Koichi, khiến cho những người ở giới thượng lưu này ngại không thôi. Cứ làm đi làm lại như vậy, Koichi cuối cùng cũng nghe điện thoại, nghe thấy Tozu đang làm loạn ở biệt thự nhà mình. Koichi không nhịn được nữa mà cảnh cáo Honda, nếu còn tiếp tục làm loạn với Tozu sẽ khiếu nại với chủ tịch ngân hàng họ. Honda tức giận kéo Tozu đi, nói rằng anh ta sẽ không thể có được quyền kinh doanh vệ tinh, bản thân cũng sẽ không đi theo hầu nữa. Khung cảnh chuyển đến bên chỗ Toshi, tình cảm Toshi với Sayaka ngày càng tốt đẹp. Chỉ là đêm nay Sayaka đột nhiên bị một bà già nhếch nhác chặn lại ở cửa. Có vẻ như bà già này mỗi tháng đều tới đòi tiền của Sayaka. Toshi trông thấy liền tức giận, anh lao tới đẩy bà già nhưng lại bị Sayaka kéo lại. Thì ra bà già này không phải ai khác mà là mẹ ruột của Sayaka. Sinh ra trong một gia đình như vậy, chẳng trách Sayaka lại lầm đường lạc lối. Bên này Kuroki ở trong xưởng phim Diamond đang phân vân không biết nên mặc trang phục nào khi chụp ảnh quảng cáo. Giang cô đột nhiên nhớ ra, trước khi Miyuki gia nhập ngành chẳng phải làm ở bộ phận làm đẹp sao?
Gu thẩm mỹ của cô ấy chắc hẳn không tệ, vì thế Miyuki liền phối cho Kuroki một chiếc váy dài màu đen và một chiếc vòng cổ. Kuroki rất hài lòng với bộ trang phục này, nhưng Kuroki luôn nở nụ cười với người khác lại có nút thắt trong lòng. Đó chính là kể từ sau khi cô xuất đạo, Tozu không còn coi cô là nữ diễn viên nữa mà là bộ mặt của công ty. Thực ra Kuroki luôn muốn hợp tác lần nữa với Tozu, đây vốn cũng là sơ tâm lúc vào nghề của cô. Cô tìm Tozu gợi ý ám chỉ với anh bản thân không muốn tiếp tục làm bình hoa nữa. Nhưng thằng nam Tozu hoàn toàn không nghe hiểu ẩn ý của Kuroki. Kuroki liền thất vọng trở về phòng ngủ. Khung cảnh lại quay về chỗ của Toshi. Anh quay về công ty, gặp được người mà anh không muốn gặp nhất. Đó là cảnh sát Takei với nụ cười tươi. Takei lần này đến để nói chuyện nghiêm túc. Gần đây có một nhóm xã hội đen Đài Loan hung hãn tới Kabukicho ở Shinjuku. Bọn chúng không chỉ mở rộng địa bàn ở khắp nơi mà đến cảnh sát cũng dám bem. Takei nhắc nhở Furuya khoảng thời gian này nên cẩn thận một chút. Sau đó Takei lại gọi Toshi, nói cho anh tin tức Tozu và Kawada đã tách nhau ra. Đêm không yên bình này trôi qua, đến hôm sau, Tozu đang ăn sáng với vẻ mặt buồn bã. Anh đang phát sầu nghĩ xem làm thế nào mới có được một kênh truyền hình vệ tinh. Tozu bật TV lên thì đột nhiên phát hiện có một kênh đang phát sóng tuyên truyền tôn giáo. Đúng thế, sao phải có được một cái vệ tinh cơ chứ? Trực tiếp mua một kênh truyền hình chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Anh nhìn đống tiền trước mặt rồi hạ quyết định. Bên này, Kuroki đang mặc bộ quần áo Miyuki chọn cho cô quay quảng cáo trên truyền hình. Nhưng vị đạo diễn trước mặt mãi vẫn chưa hài lòng. Kuroki đến gặp đạo diễn và hỏi nguyên nhân. Đạo diễn nói là vì chiếc váy Kuroki đang mặc trên người khiến cô không giống bản thân. Đạo diễn yêu cầu cô thay đồ rồi tới quay. Nhưng bản thân Kuroki biết chỉ khi quay phim với Tozu cô mới có thể trở thành con người thật của mình. Nói tới Tozu, lúc này anh đang dẫn theo trợ lý Komu đi tìm nhóm tôn giáo có kênh truyền hình riêng. Trong phòng khách giáo hội, Tozu đã gặp vị giám mục. Giáo phái này được thành lập cách đây không lâu, là một giáo phái rất nhỏ. Vì vậy Tozu quyết định mua lại kênh truyền hình của giáo hội. Đương nhiên sau khi nghe thấy nghề nghiệp của Tozu, giám mục lưỡng lự, nói chuyện này phải thảo luận với giáo tổ. Kết quả Tozu giàu có trực tiếp cho xe chở 500 triệu yên tiền mặt đặt trước mặt giám mục. Vị giám mục nhất thời không chống cự nổi. Giám mục cảm thấy còn có thể ép ít giàu từ chỗ Tozu nữa. Vì thế tính toán cẩn thận, mở miệng ra là mức giá cao ngất trời 1,7 tỷ yên. Tozu thoải mái đồng ý. Sau khi đặt cọc 500 triệu, Tozu lại lấy ra 100 triệu làm khoản quyên góp cá nhân cho nhà thờ. Giám mục đồng ý không chút do dự. Nhưng một giao dịch như vậy cần phải báo với ông Koichi, người phụ trách vệ tinh. Nghe nói Tozu đã chi 1,8 tỷ mua một kênh truyền hình nhỏ. Trong lòng Koichi rất không vui. Về công ty, Tozu vui vẻ công bố với các nhân viên kế hoạch truyền hình vệ tinh của mình, còn chuẩn bị cho việc bắt đầu phát sóng kênh truyền hình chuyên dụng, quay một bộ phim mới gây chấn động mạnh. Tozu to gan muốn lén bắt đầu cuộc thi tình ái nhiều người ở trên cầu vịnh Yokohama, còn kế hoạch chi một số tiền lớn đem trực thăng đến để thêm khí thế, sau đó rút khỏi cầu trước khi cảnh sát tới. Mọi người đều hào hứng với kế hoạch này, chỉ có mình Kuroki không vui lắm. Cô tìm Tozu, hỏi bản thân có thể tham gia quay tác phẩm tuyệt vời này không, nhưng lại bị Tozu từ chối. Tozu chỉ muốn Kuroki làm gương mặt đại diện thôi, không tham dự vào việc quay phim thực tế. Nghe thấy lời này, Kuroki rời đi với khuôn mặt tái mét. Khung cảnh thay đổi, Toshi đang trên đường tới phòng làm việc của ông chủ Furuya. Anh đẩy cửa ra, nhưng trong căn phòng tối tăm im lặng, anh nhìn thấy Sayaka, người phụ nữ mình yêu thầm, đang mồ hôi đầm đìa cưỡi trên người Furuya. Toshi lòng đau như cắt, muốn quay người rời đi, nhưng bị Furuya gọi lại như muốn khiêu khích anh. Đôi mắt của Toshi thực sự muốn ăn thịt người. Khung cảnh quay về chỗ Tozu. Tozu không hề quan tâm tới Kuroki tâm tình xuống dốc mà một mình làm việc đến đêm khuya, cảm thấy chán nản, anh đứng dậy đi vào bếp lấy nước. Đột nhiên nghe thấy tivi ở trong phòng khách truyền tới giọng của Kuroki, chỉ thấy Kuroki trong tivi không biết tại sao lại kích động hơn trước rất nhiều, ngay cả lời nói cũng mãnh liệt hơn nhiều. Sau một bài phát biểu dài, Kuroki đứng dậy mỉm cười nói với khán giả rằng cô sắp quay phim mới, mà phim mới của cô sẽ được phát sóng sau khi xưởng phim Diamond ra mắt kênh truyền hình. Tozu kinh ngạc Kuroki vậy mà không từ mà biệt, quay người liền tự ý thông báo tin tức trên TV, đây không phải là tự thiêu mình sao? Bất lực, Tozu tuyên bố không quay ở cầu vịnh nữa mà đổi thành phim mới của Kuroki. Vô hình chung, cặp đôi thân mật này đã xuất hiện vết nứt. Sau khi lần trước Kuroki đột nhiên đâm một nhát trên sóng truyền hình trực tiếp, Tozu chỉ có thể tổ chức họp báo. Chỉ là trên họp báo anh và Kuroki dường như bằng mặt không bằng lòng. Sau khi kết thúc phỏng vấn, Tozu không để ý lắm đến lời xin lỗi của Kuroki mà đi thẳng vào phòng ngủ. Thấy hai người tách ra không vui, rằng cô nhanh chóng tìm đến Kuroki. Cô tâm tư tỉ mỉ đã phát giác ra giữa Tozu và Kuroki đã xuất hiện vấn đề. Chỉ là Kuroki rõ ràng không có ý định nhắc đến vấn đề này. Cô đuổi răng cô đi, sau đó nằm trên giường uống rượu một mình. Bên này Kawada tách ra khỏi Tozu, bắt đầu lại sự nghiệp phim con lợn của mình. Chỉ là lần đầu tự làm, Kawada chẳng biết gì cả. Anh chỉ có thể nhờ ông chủ lớn Asushi. Điều bi thảm hơn nữa là Kawada sống một mình, không có bạn bè. Bản tính sống nội tâm nên anh không dám gặp gỡ những người khác giới. Cảm xúc không thể được bày tỏ nên Kawada đặt tình yêu của mình đặt vào mô hình búp bê. Kawada đáng thương chỉ có thể yêu đương với búp bê nhựa. Khung cảnh thay đổi, Tozu lại lần nữa dẫn Honda đến gặp Koichi. Vì bản thân đã có kênh vệ tinh, vậy nên lần này Tozu không hành động khoa trương để có được sự chú ý giống như trước, mà là lịch sự thể hiện tham vọng kinh doanh của mình với Koichi.
Koichi. Không ngờ Koichi dội gáo nước lạnh vào người anh. Anh từ chối lời mời của Tozu, hủy giao dịch giữa anh và nhà thờ. Hơn nữa đây là do ủy viên hội cùng nhau bàn bạc đưa ra quyết định. Tozu không nhịn được nữa. Khó khăn lắm anh mới có được kênh truyền hình. Nhưng Koichi đã nói với Tozu, dù anh có đấu tranh thế nào thì tham gia vào miếng bánh truyền hình vệ tinh này là điều không thể. Không vì gì khác, chỉ vì Tozu là từng là một tội phạm với vô số tiền án. Đối với tài phiệt mà nói, làm việc với một cựu tù nhân cũng giống như mời gián vào nhà. Nghe thấy lời này, Tozu cạn lời rời đi. Về đến công ty, Tozu không chú ý tới ai. Có thể thấy thất bại này đã giáng một đòn rất lớn cho anh. Cho dù như vậy thì lịch quay phim của công ty vẫn diễn ra như thường ngày. Hôm đó là ngày quay ra mắt rất được mong đợi của tân binh Miyuki. Kuroki vẫn luôn quan tâm tới Miyuki, cũng tới hiện trường để hướng dẫn. Nhưng đến lúc sắp xuất hiện, Miyuki đột nhiên hối hận. Cô nói với Kuroki có lẽ thời khắc đó của bản thân vẫn chưa tới. Tình tiết đến với chỗ xã hội đen. Sau đả kích đêm đó, trạng thái tinh thần của Toshi vẫn chưa ổn. Sayaka tưởng rằng Toshi rất giận mình nên mới bày ra vẻ mặt khó chịu. Hóa ra Toshi lại vì mẹ của cô dùng thân thể của con gái để kiếm tiền mà tức giận. Trên đời này còn có loại mẹ như vậy? Sayaka thấy rằng không có gì to tát. Dù sao thì trên thế giới này chỉ cần có thể sống là được rồi. Đang nói thì Furuya dẫn một nhóm đàn em tới. Có lẽ để kích thích Toshi, Furuya còn cố ý sắp xếp Sayaka đêm nay tiếp một người anh em mà anh ta đã lâu không gặp. Kết quả giây tiếp theo, người anh em này của Furuya đã bị một viên đạn bắn vào trán. Người tới tập kích chính là băng đảng của Đài Loan mà Takei đã nói trước đây. Bọn họ vẫn luôn mai phục trong cửa tiệm để ám sát Furuya và đồng bọn của ông. Toshi may mắn sống sót dù anh bị thương nặng, lúc này đang trốn dưới sofa. Đồng thời cũng bị thương nặng là Furuya cầu cứu anh. Nghĩ tới Sayaka bị Furuya xem như đồ chơi, Toshi tàn nhẫn đá Furuya đi. Sau đó đến phía sau ghế sofa tìm thấy Sayaka đang sợ tái mặt. Toshi cứ như vậy kéo cô xuyên qua làn mưa đạn, bỏ lại những đồng bọn và ông chủ cũ của mình. Một lát sau, hoạt động ám sát quy mô lớn này kinh động cảnh sát. Toshi dẫn theo Sayaka thoát ra từ lối đi an toàn. Kết quả vừa quay người đã gặp Takei tới tra án. Toshi khàn giọng cầu xin Takei thả anh và Sayaka rời đi. Không biết tại sao Takei quả thực đã thả hai người đi. Anh cảnh sát bỡn cợt này trong đầu đang âm mưu cái gì đây? Bên này, Koichi đang ăn tối với một người phụ nữ thanh lịch. Thân phận của người phụ nữ này không đơn giản. Cô là thành viên của tập đoàn công nghệ cao, một trong năm tài phiệt tư nhân lớn nhất. Sau khi cha đăng xuất thì cô ấy thừa kế công ty. Dù có vẻ ngoài hiền lành và trí thức nhưng thủ đoạn lại cao cường, tính cách cũng rất ngoan cố. Những người giàu có và quyền lực khác dám giận nhưng không dám lên tiếng. Khi hai đại gia có tài sản dòng hàng chục tỷ đồng này đang ăn uống, Tozu của chúng ta lại đột nhiên ngồi xuống bàn ăn. Con rắn đánh mãi không hẹo này lại tới bám lấy Koichi rồi. Chẳng qua lần này mục tiêu của Tozu không phải Koichi, thay vào đó trọng tâm chuyển sang cô Takamiya. Sau khi giới thiệu bản thân, chỉ có điều người đàn ông thú vị này vẫn khiến cho tiểu thư Takamiya từ nhỏ sống trong tường đồng vách sắt ấn tượng sâu đậm. Tiếc rằng Tozu của chúng ta bị đánh mất dạng rồi. Hy vọng hành động lần này của anh có thể đổi được kết quả bất ngờ. Quả nhiên may mắn đã đến với Tozu. Ngay ngày hôm sau, cô Takamiya đã liên lạc với Tozu. Mấy giờ sau, Koichi cũng được tiểu thư Takamiya gọi về dinh thự của cô. Kết quả Koichi vừa mở cửa nhìn, phát hiện người dẫn đầu của năm tài phiệt lớn đều giải phóng thiên tính dưới màn biểu diễn kỳ quái của Tozu. Bọn họ đều rất thích chàng trai quê mùa này, mang lại cho họ niềm vui và niềm đam mê mà đã lâu rồi họ chưa được thấy. Cứ như vậy, Tozu thông qua màn tự giới thiệu mình này, thành công có được sự yêu thích của tiểu thư Takamiya và các tài phiệt khác. Trước mặt những đại lão đẳng cấp này, Koichi không nói nên lời. Hơn nữa Tozu cũng phục vụ theo khẩu vị của các ông lớn, quay cho ông ta bộ phim tráng lệ, búp bê ở khắp mọi nơi, nhưng cái kiểu chỉ hào nhoáng bên ngoài khiến Kuroki rất tức giận. Đây không phải phim mà cô muốn Tozu quay. Kuroki tìm Tozu hỏi đây thực sự là phim mà anh muốn quay sao? Không ngờ trải qua nhiều chuyện như vậy, Tozu không còn như trước nữa. Anh chỉ trích Kuroki chỉ quan tâm bản thân, hoàn toàn không quan tâm đến lợi nhuận của công ty và các nhân viên khác. Hiện tại quay ra bộ phim có thể phát sóng khiến khán giả yêu thích mới là quan trọng, lý tưởng gì đó có thể tạm thời gác lại. Kuroki bị Tozu mắng một trận, người đàn ông này bất giác đã thay đổi rất nhiều. Đôi mắt cô rưng rưng xin Tozu rút lại những lời vừa rồi nhưng Tozu vẫn cố chấp. Kuroki thất vọng lặng lẽ quay người bỏ đi. Thấy Miyuki đứng bên cạnh, Kuroki buồn bã nói, bây giờ cuối cùng cũng được như ý muốn của cô rồi. Kuroki cho rằng tất cả là do Miyuki lén lút đổ thêm dầu vào lửa để thay thế vị trí của cô trong lòng Tozu. Kuroki không còn ở đó. Vậy bộ phim truyền hình đầu tay của Tozu để ai diễn bây giờ? Chỉ thấy Miyuki mặc áo choàng tắm và chậm rãi bước vào trường quay. Sau đó mặt không biểu cảm nói, có thể để tôi thay thế cô Kuroki được không? Tozu suy nghĩ, cuối cùng dùng Miyuki thay cho Kuroki. Quay tác phẩm truyền hình đầu tiên của anh giống hệt với lần đầu tiên quay phim với Kuroki. Chỉ là nhân vật chính đổi từ Kuroki thành Miyuki thôi. Đây phải chăng là thời khắc thuộc về cô mà Miyuki nói phải không? Mà Kuroki mặc đồ đen mỉm cười rời khỏi công ty. Vài ngày sau, Tozu và Koichi cùng nhau tham gia lễ cắt băng khánh thành kênh vệ tinh.
Minh, nhưng thái độ của Koichi vẫn không thay đổi. Anh uy hiếp Tozu, chỉ cần có bất cứ vấn đề gì anh sẽ lấy lại kênh ngay. Nhưng dù sao kênh vệ tinh Diamond mà Tozu mơ ước cũng đã chính thức ra mắt, đem lại tin mừng cho vô số trạch nam. Nhưng hôm đó Kuroki và Zanko cũng thu dọn xong hành lý rời khỏi công ty. Giờ đây người bạn cũ duy nhất còn lại của Tozu chỉ còn lại Kosuke, Rugby và Naoko. Bọn họ đều vô cùng không nỡ Zanko hiểu lòng người và Kuroki. Không biết tại sao Tozu lại không muốn tiễn họ, có lẽ bản thân Tozu cũng không muốn trông thấy những người bạn đồng hành của mình lần lượt rời đi. Cứ như vậy, Kuroki tạm thời ngừng công việc, chuyển đến căn hộ riêng của Zanko sống cùng nhau. Cô thích cuộc sống đơn giản bây giờ, không có nhiều tiệc tùng xã giao, cũng không có Tozu mà bản thân vừa yêu vừa hận. Bên này, Toshi đang ở trong quán trọ cùng với Sayaka hồi phục vết thương. Nhưng khi Sayaka ra ngoài mua sắm, cô đột nhiên nghe thấy phía trước có một nhóm người đang nghe ngóng số phòng của mình và Toshi. Người đi đầu chính là người trong băng nhóm luôn có mâu thuẫn với Toshi Ogiwara, vậy mà anh ta chưa bay màu. Có vẻ như anh ta đến đây để trả thù Toshi. Sayaka nhanh chóng trở về phòng bảo Toshi nhanh chóng rời khỏi. Ogiwara đang đến bắt anh. Nghe vậy Toshi đến đồ cũng không lấy mà xông ra ngoài cùng Sayaka. Nhưng thang máy và thang bộ đều là người của Ogiwara. Hai người họ không thể trốn thoát khỏi quán trọ. Bất đắc dĩ, họ gõ cửa phòng một người lạ, không nói lời nào liền trốn vào nhà vệ sinh. Rất nhanh, người của Ogiwara cũng lục soát căn phòng này. May thay bọn chúng không trông thấy Toshi đang trốn trong nhà vệ sinh. Cứ như vậy hai người thoát được một kiếp. Nhưng duyên phận rất kỳ diệu, căn phòng mà Toshi gõ trong lúc tuyệt vọng người ở lại là Kawada đã lâu không gặp. Hai người bạn cũ cứ như vậy mà bất ngờ gặp nhau. Kawada đưa Toshi và Sayaka tới công ty Sapphire mà anh tái lập. Không ngờ nguy hiểm vẫn chưa đi xa. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, nói rằng mình là mẹ của Sayaka. Kawada đang chuẩn bị mở cửa đã bị Sayaka kéo đi. Cô biết bên ngoài chắc chắn không chỉ có một mình mẹ. Vì vậy, dù mẹ có gào thét khóc lóc ngoài cửa thế nào đi chăng nữa, Sayaka cũng không lên tiếng. Mà sự cẩn thận này cũng cứu mạng họ. Chỉ cần mở cửa thì đám người Ogiwara đang mai phục ngoài cửa nhất định sẽ xông vào hóa vàng Toshi và Sayaka. Đến đêm, Sayaka kiệt quệ cả tinh thần và thể chất nhưng không thể ngủ nổi. Cô tìm tới Toshi cũng không ngủ được. Cô không chịu nổi những ngày trốn đây trốn đó nữa. Che mặt khóc lóc thảm thiết trước mặt Toshi, chúng ta cùng nhau trốn đi. Cô lao vào vòng tay Toshi nói với anh nhưng Toshi do dự. Thấy phản ứng của Toshi, Sayaka cũng hiểu rồi. Cô cười bình thản, anh quả nhiên không thích hợp làm xã hội đen. Hôm sau Toshi tỉnh dậy, phát hiện Sayaka đã lặng lẽ rời đi. Cuối cùng anh đã không giữ được người phụ nữ tỏa sáng như sao băng này trong đời mình. Nhưng khi Toshi chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có hơn chục người từ ngoài cửa xông vào, là bọn Ogiwara. Sayaka vì cứu sống bản thân mà bán đứng anh. Toshi không kịp hối hận, anh chạy như điên khỏi nhà Kawada. Đáng tiếc cuối cùng vẫn rơi vào tay Ogiwara. Sau một thời gian hôn mê, Toshi tỉnh lại và người xuất hiện trước mặt anh chính là ông chủ Furuya. Mặc dù Furuya bị liệt nửa người nhưng ông ta đã sống sót sau vụ đấu súng. Kawada thấy vậy liền cầu xin, nói bản thân nguyện ý trả 300 triệu cho Toshi. Furuya thấy hứng thú ngăn cản các anh em lại, sau đó cười lớn nhìn Kawada. Nếu như là anh trả thì 500 triệu là được, nhưng ngay cả khi Kawada bán hết tài sản của mình thì cũng chỉ hơn 400 triệu một chút. Toshi nhịn cơn đau nhích tới trước mặt Furuya, nói với ông ta, dùng một ngón tay mình thay cho 100 triệu. Từ nay về sau, bọn họ cắt đứt hoàn toàn. Đừng làm phiền mình và Kawada nữa. Cứ như vậy, toàn bộ tài sản dòng của Kawada cộng với ngón tay của Toshi đổi lấy hai mạng sống. Mà đằng sau Toshi chính là Sayaka đã phản bội anh. Quay về đường lớn, Toshi không còn quá đau lòng nữa. Chỉ cần mạng và anh em vẫn còn đó thì có thể lại mở ra khoảng trời khác. Câu chuyện về bên chỗ Tozu. Kể từ khi quay bộ phim đầu tay của Miyuki, tình cảm giữa cô và Tozu không thể tách rời. Miyuki cũng giống như Kuroki lúc đầu, cho rằng Tozu đã mang lại cho mình sự tự do và là bước đệm đến một thế giới mới. Nhưng những nữ diễn viên khác rất không thoải mái với Miyuki mưu mô đoạt quyền thượng vị này. Bọn họ thấy Miyuki không thể nào thay thế được vị trí của Kuroki trong lòng Tozu. Lúc trông thấy Miyuki, mọi người đều ngầm cố tình tránh xa cô. Mà vào tối hôm đó, một tin dữ có thể phá hủy xưởng phim Diamond đang đến gần. Kosuke đang cố gắng làm việc thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Rugby. Anh nói với Kosuke, studio được công ty thuê hoàn toàn không nhận được tiền thuê. Tất cả việc quay phim hiện đã bị dừng. Kosuke lương thiện không nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, quyết định sử dụng tiền của chính mình để lấp đầy khoảng trống. Đến hôm sau, Kosuke và Rugby tìm kế toán Masumi. Sau khi tính toán một bàn đầy hóa đơn, Masumi thông báo một tin không may. Do gánh nặng duy trì hoạt động của kênh vệ tinh Diamond rất lớn, toàn bộ công ty đã không thể kiếm đủ tiền. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ kênh truyền hình phải ngừng phát sóng mà đến cả hóa đơn tháng này cũng không trả nổi. Tozu không tin mở tủ bảo hiểm, phát hiện một kho tiền từng đầy áp giờ chỉ còn 200 triệu. Đây là tất cả số tiền mà Tozu hiện có trong tay. Đến cả phí vận hành kênh tháng sau vẫn còn thiếu 50 triệu. Tozu hoảng rồi, anh ấy gọi cho Honda ở ngân hàng muốn mở rộng
rộng cường độ cho vay, nhưng nữ thần định mệnh đã giáng cho Tô Du một đòn mạnh, đồng thời nền kinh tế bong bóng của Nhật Bản bắt đầu vỡ. Chính phủ yêu cầu tất cả các ngân hàng giảm đáng kể hạn mức cho vay và dừng mọi hoạt động tài trợ bất động sản. Cứ như thế, cọng rơm cuối cùng đã biến mất, Tô Du chỉ còn 6 ngày để gom tiền. Tô Du bất đắc dĩ lấy ra số tiền trước đây vì trốn thuế nên giúp Naoko giữ lại 30 triệu tiền lương, cộng thêm 10 triệu tiền lương tháng này của nhân viên cũng bị Tô Du giữ lại. Vậy thì chỉ còn thiếu 10 triệu nữa thôi. Để lấp đầy khoảng trống này, Tô Du quyết định bán nữ diễn viên của mình đến các quán bar thoát y, còn dùng những lời kinh điển của mình để tẩy não họ, nói rằng đây là cơ hội hiếm có anh tranh được cho họ. Đến quán bar thoát y, Tô Du trao các cô gái cho giáo viên dạy nhảy trên sân khấu. Cô giáo dạy nhảy này không xúc gà như Tô Du, không tranh được đồ ăn thì cũng phải diễn cho ra hình ra dạng. Vì vậy tất cả các nữ diễn viên bắt đầu khóa đào tạo ngắn ngủi 5 giờ. Kosuke và những người khác cũng đứng hò hét quảng bá bên ngoài hộp đêm. Không ngờ hiệu quả cuối cùng lại tốt bất ngờ, không ít người bị thương hiệu vàng của xưởng phim Diamond thu hút cùng với các tư thế vũ đạo đẹp đẽ của các cô gái. Cứ như vậy, 10 triệu cuối cùng cũng được Tô Du dùng thủ đoạn hèn kém thu thập đủ. Tô Du hài lòng về nhà nghỉ ngơi, nhưng vừa tới cửa nhà Tô Du liền trông thấy mặt đất hỗn loạn và quầy bảo hiểm trống không. Tô Du mở cửa tủ, chỉ thấy hai chiếc cốc được đặt bên trong, là trà sữa độc quyền mà trợ lý cô Ngu từng làm cho anh. Anh ta đã bị đâm bởi trợ lý thân cận nhất của mình. Sau khi công ty mất trộm, Tô Du nhanh chóng đi báo án. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện thông tin cá nhân được trợ lý cô Ngu và kế toán Masumi đăng ký khi đi xin việc tất cả đều là giả, hai người họ là những kẻ thường xuyên phạm tội lừa đảo. Hơn nữa tài chính công ty Tô Du luôn vận hành bằng tiền mặt nên muốn tra xét hồ sơ cũng không thể. Tô Du giận dữ chỉ vào mũi viên cảnh sát đòi họ nhanh chóng bắt được hai người này, 200 triệu đó chính là tính mạng của anh. Hơn nữa lương của các nữ diễn viên đã 1-2 tháng rồi không trả, tiền nhảy thoát y cũng không tới tay họ. Kosuke chỉ còn cách hèn mọn xin lỗi họ, nói rằng công ty nhất định sẽ nghĩ cách vượt qua khó khăn. Nhưng trong thời đại mà các phương pháp điều tra tội phạm còn kém phát triển, ở một nước Nhật rộng lớn như vậy, truy tìm hai kẻ chạy trốn không có thông tin đăng ký giống như mò kim đáy bể. Cặp đôi ăn trộm Komu và Masumi đã xử lý số tài sản đen trong tay, dùng chiếc xe yêu thích của Tô Du đổi lấy siêu xe, lái xe đến tận nơi xa. Xem ra số tiền 200 triệu không lấy lại được nữa rồi. Không còn cách nào khác, Tô Du lại tìm tới tiểu thư Takamiya nhờ cứu kênh vệ tinh của mình. Nhưng cách chơi như trước chơi một lần là đủ rồi. Suy cho cùng, cô Takamiya là người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội, không thể nào giúp anh không công mãi được. Tô Du bị từ chối, ra lệnh cho cấp dưới Kosuke đem phim người lớn trên kênh vệ tinh Diamond làm mờ đi, muốn thu hút nhiều người đặt hơn. Rugby và Kosuke rất buồn, nếu Kawada vẫn còn ở đây, anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó. Naoko rất bất mãn với Tô Du, bây giờ Tô Du chó cùng rứt dậu sắp sửa vi phạm pháp luật rồi. Naoko chắc chắn có thể kiện anh ta tội lừa đảo. Naoko rời công ty tìm bạn thân nhất của mình là Zanko và Kuroki, đem chuyện gần đây xảy ra ở công ty nói cho bọn họ. Kuroki rất hiểu Tô Du, cô cho rằng Tô Du chỉ đang dùng khát khao đam mê của mình để che đậy việc bản thân mất đi niềm tin trở thành đế vương tình sắc, mà Tô Du để vay tiền thậm chí còn tìm tới kẻ địch cũ của mình là Koichi. Chỉ là Koichi không muốn cùng với Tô Du chơi những trò vô vị này nữa. Mấy ngày trước tên lửa anh đầu tư phóng thất bại, chỉ trong vài phút Koichi đã mất đi hàng chục tỷ yên. Tuy rằng điều này không khiến cho Koichi trở thành kẻ nghèo khó, nhưng cũng khiến anh hiểu được bản chất của giới này, cái gọi là thử thách chỉ là một con mãnh thú ăn thịt người thôi. Anh ấy đã bỏ tất cả công việc của mình, không còn muốn là đồ chơi của tư bản nữa. Tô Du liên tiếp gặp phải trắc trở, chỉ đành chán nản về công ty, nhưng có người đòi nợ đang đợi anh ở công ty. Tô Du bây giờ có thể nói là tứ bề địch vây, nhưng Miyuki vẫn như cũ ủng hộ anh. Chỉ là Tô Du xứng đáng với sự ủng hộ này không? Anh nhảy lên người Miyuki, muốn chút bỏ những ham muốn của mình, nhưng Miyuki cũng không phải người tùy tiện, cho dù là thân mật cô cũng mong được Tô Du đối xử nghiêm túc. Tô Du ngã xuống đất, oán thán rằng bên cạnh không có ai hiểu mình, cho dù tới bước này Tô Du cũng không nguyện nhìn lại bản thân, đúng là khiến người ta cạn lời mà. Nhưng bên kia Kawada và Toshi tái hợp ngày càng có nhiều động lực, họ quyết định khởi nghiệp kinh doanh từ đầu, khởi động lại thương hiệu xưởng phim Sapphire. Họ thuê nhân viên mới từ bên ngoài, không khí của toàn công ty trở lại những ngày vui vẻ khi mới bắt đầu. Ngay cả Zanko cũng trở lại công ty Sapphire cùng với hội Kawada náo loạn lần nữa. Cảnh tượng này thật hoài niệm. Ngược lại, Tô Du thì không ngừng nhận được những cuộc gọi đòi nợ. Thời hạn thanh toán các kênh truyền hình vệ tinh là ngày hôm nay. Tô Du nghĩ đi nghĩ lại, giống như hạ quyết tâm vậy, đi gặp người cuối cùng có thể giúp được mình. Đó chính là Takei, vừa tốt vừa xấu. Tất nhiên một cảnh sát nghèo như Takei không có nhiều tiền như vậy, nhưng anh nghiền ngẫm nhìn Tô Du nói bản thân có thể giúp anh liên hệ với lão đại Furuya. Đây là con đường không thể quay lại nhưng Tô Du vẫn đến. Hai người quen cũ này đã quen nhau hơn 10 năm. Nghĩ lúc đầu Furuya chỉ làm việc dưới quyền Tô Du, chỉ là hiện tại đã khác xưa nhiều. Furuya thì sướng rồi, vẫy tay một cái đã để Tô Du cầm đi số tiền khổng lồ 250 triệu. Nhưng Ogiwara đã cảnh cáo Tô Du, nếu không trả được số tiền này vậy thì người phải hẹo sẽ không chỉ có mình anh. Tô Du không nói gì rời đi. Sau khi anh đi, Takei đã tìm đến Furuya. Furuya dường như biết rằng là Takei dụ dỗ Tô Du đến vay tiền mình. Ông ví von Takei với rắn độc trong vườn địa đàng, dùng những món ngon giả dối để dụ hoặc Tô Du đi vào ngõ cụt. Thực ra bản thân Furuya không phải là con rắn độc trong vườn địa đàng. Qua lần này, Tô Du xem như hoàn toàn rơi vào tay anh.
mà Tô Du cầm tiền tới ngân hàng. Hiện tại trước mặt Tô Du có hai con đường, một là dùng tiền để trả nợ gốc và lãi, một là trả phí tín hiệu vệ tinh tháng tiếp theo. Tô Du đương nhiên chọn liều thêm một lần nữa, trả phí kênh truyền hình. Honda tốt bụng nhắc nhở Tô Du, ngày nay đã khác ngày xưa, nền kinh tế Nhật Bản vừa sụp đổ. Hơn nữa Tô Du cho là năm đầu tiên kênh vệ tinh Diamond có 100.000 lượt đặt, đến nay chỉ có vỏn vẹn 763 hộ đăng ký. Xưởng phim Diamond đang ở trong tình thế khó khăn, không còn cơ hội làm lại. Honda hỏi Tô Du lần cuối rằng anh ấy sẽ chọn như thế nào. Tô Du vẫn nhất quyết trả tiền cho kênh truyền hình. Hậu quả của việc này là chủ nợ của công ty Diamond đổ xô đến đòi nợ. Nhưng Tô Du vẫn đóng cửa không ra, xem như bọn họ không tồn tại. Trong đầu anh có một kế hoạch hiểm ác, đó chính là trộm đĩa chủ của phim giống Toshi năm xưa, rồi bán cho các băng đảng ngầm để kiếm tiền. Nhưng đĩa chủ thường xuyên bị trộm, cuối cùng vẫn bị Kosuke phát hiện. Anh vội đến cửa hàng bán đĩa chủ không che trái phép, mua lại tất cả những bộ phim thuộc về nữ diễn viên của công ty họ. Lúc này Tô Du vẫn đang ở công ty vui vẻ chúc mừng cùng mọi người, nói rằng anh ấy đã có cách để lấy được tiền, chỉ là lần này không ai tin anh nữa. Vừa hay Kosuke dầm mưa đi về, lúc này tâm trạng Kosuke đã sụp đổ, anh ấy ném tất cả băng video ra khỏi túi, nói với mọi người Tô Du nhờ xã hội đen vay tiền trả phí kênh vệ tinh, sau đó lén ăn trộm đĩa chủ của công ty để kiếm tiền trả nợ. Điều này đã chạm đến điểm mấu chốt của Kosuke, anh ấy không thể tha thứ. Những người khác cũng thất vọng vì Tô Du, nhưng Tô Du vẫn bào chữa cho mình, nói rằng anh ấy đang nghĩ cho tương lai của công ty. Không chỉ có vậy, anh còn giận dữ chỉ trích những nữ diễn viên này suốt ngày ăn chơi đàng điếm, thực ra chỉ là mặt hàng cho đàn ông mà thôi. Tô Du thậm chí còn muốn kéo họ đi quay những bộ phim không được kiểm duyệt. Những phát ngôn này mỗi câu đều thực sự kinh tởm. Mọi người đều rời khỏi Tô Du đang điên cuồng. Kosuke và Rabi đã đi rồi, ngay cả Miyuki vẫn luôn không nói chuyện với anh cũng tức giận tát Tô Du. Lần này không chỉ là tức giận qua loa, Kosuke khóc nói với Rabi, vốn bản thân tưởng rằng sẽ đi theo Tô Du đến hết đời, nhưng bây giờ anh thực sự thất vọng với Tô Du. Xưởng phim Diamond đã thực sự kết thúc. Kosuke cũng đưa Naoko không có nhà về căn hộ của mình, sử dụng tiền tiết kiệm trả lại số lương Tô Du nợ Naoko. Tuy Kosuke luôn hiền lành và sống nội tâm, nhưng tình yêu của anh đối với Naoko lúc nào cũng bộc lộ ra ngoài. Cuối cùng đêm nay, Kosuke nói ra tiếng lòng của mình. Naoko ôm anh, Kosuke cũng gỡ bỏ sự dè dặt của mình, say sưa hôn và vuốt ve Naoko. Đêm đó Kosuke cuối cùng đã trở thành đàn ông, mà Tô Du bị cô lập hoàn toàn, mất đi tất cả. Truyền hình vệ tinh đã ngừng chiếu. Trong hộp thư trước cửa công ty là những chiếc phong bì đầy những nợ nần và những lời chửi rủa. Tô Du ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, không biết đang nghĩ gì. Vào lúc này đôi chân xinh đẹp của phụ nữ xuất hiện tại nhà Tô Du. Anh nhìn lại, đó là Kuroki đã chờ đợi từ lâu. Nhìn Tô Du, Kuroki vẫn giữ nụ cười tươi. Kuroki nói với Tô Du giả vờ bên mình, tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng Kuroki đã hẹo, sau đó vào sâu trong rừng lập giáo phái. Đến lúc đó bản thân lại lần nữa xuất hiện, diễn cảnh Chúa Giêsu phục sinh, chắc chắn sẽ giúp Tô Du chuyển bại thành thắng. Sao Tô Du có thể nghe những lời ngu ngốc vậy được chứ? Nhưng Kuroki quỳ xuống nắm tay Tô Du, nói rằng sau thời gian ở một mình này, cô đã hiểu được họ phải ở bên nhau để trở thành một cá thể hoàn chỉnh. Tô Du mặt không biểu cảm nhìn cô, Kuroki dần hiểu ra người đàn ông trước mặt quả thực đã khác hoàn toàn so với trước đây. Tạm biệt đạo diễn Tô Du, đây là những lời cuối cùng Kuroki nói với Tô Du. Sau đó cô trở về bên cạnh Zanko, nói với cô ấy chính là nhờ kỹ năng trang điểm siêu phàm của Zanko mới giúp cô trở thành Kuroki trên màn ảnh. Thân phận này không phải thứ mà cô theo đuổi mà là được người khác cho. Sau khi Zanko rời đi, Kuroki lại đến ban công. Ly rượu trong tay lúc này dường như truyền tới bài hát của người cá mê hoặc lòng người. Hương vị êm dịu của rượu dẫn lối suy nghĩ của Kuroki quay lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Tô Du. Người đàn ông này dịu dàng mà mạnh mẽ, bàn tay to lớn phút chốc đã bắt được cô. Đột nhiên cô đưa tay lên trời, muốn thoát khỏi bầu trời đêm tối lại lần nữa sờ vào người sáng tạo ra Kuroki. Nhưng bầu trời đêm tĩnh lặng không đáp lại cô. Dưới ánh mắt của Zanko vừa đi mua đồ về, Kuroki cứ thế ngã xuống từ ban công. Ngay sau đó Kuroki được Zanko đưa đến bệnh viện. Toshi và Kawada nghe tin xong cũng lập tức tới. Zanko nép vào vòng tay của Toshi và bất lực khóc. Ở phía bên kia Tô Du đã không có khả năng trả được nợ, đã bị Furuya bắt rồi. Sau khi bị đánh, Furuya sai người xử lý Tô Du. Không ngờ Tô Du chó cùng rất dậu vì giữ tính mạng, giống lên rằng mình có thể lấy được tiền từ xưởng phim Sapphire. Đây không phải là kéo bạn vào hố lửa sao? Nhưng đây chính xác là mục đích mà Furuya cho anh vay tiền. Ông ta muốn lợi dụng Tô Du để loại bỏ Toshi đã phản bội mình. Thấy kế hoạch đã thành công, Furuya thả Tô Du như chó đi lạc ra ngoài. Sau đó Tô Du tìm tới Takei, hy vọng anh có thể giúp mình thoát khỏi sự đeo bám của Furuya. May mắn thay lúc này, chính phủ Nhật Bản bắt đầu ban hành các nghị định mạnh tay trấn áp băng nhóm tội phạm. Nhưng chẳng may là Tô Du không đợi được tới lúc pháp luật được thực thi. Takei nói rằng chính phủ chỉ đang giết gà dọa khỉ, nếu như giao cho mình, có lẽ xử được xã hội đen còn nhanh hơn. Nhưng đây là chuyện không còn cách nào nữa. Takei chế nhạo Tô Du, đừng đem nợ vào quan tài, sau đó liền rời đi. Kawada lúc này đang ở xưởng phim Sapphire vừa giúp Zanko trả tiền nhập viện cho Kuroki. Phải biết rằng Kuroki
luôn là Bạch Nguyệt Quang anh giấu trong lòng. Kawada nghĩ đi nghĩ lại quyết định bản thân cũng phải thay đổi. Anh ấy mang theo búp bê nhựa mà anh ấy luôn coi là bạn gái của mình đến bờ biển, sau đó đốt cháy. Phút chốc khói đen bốc lên, Kawada cũng đã nói lời tạm biệt hoàn toàn với quá khứ của mình. Sau đó anh và Toshi đến cửa hàng video của Asushi điều tra tình hình thị trường, đột nhiên phát hiện quy mô hiện nay của ngành tạp chí người lớn trở nên lớn hơn nhiều so với trước đây. Đây là sự giải phóng, đây chính là điều Kuroki luôn theo đuổi. Kawada xem những tạp chí người lớn này không khỏi rơi nước mắt. Điều khiến anh hạnh phúc hơn nữa là anh trông thấy Kosuke đã lâu không gặp ở cửa hàng của Asushi. Kể từ khi rời khỏi Tozu, Kosuke tới làm việc ở cửa hàng của Asushi. Bây giờ bạn cũng gặp lại nhau, Asushi hiểu lòng người cũng đồng ý để Kosuke về xưởng phim Sapphire. Không có Tozu, những người bạn cũ này đoàn tụ vui vẻ. Nhưng Tozu chỉ có một mình, ngày càng trở nên tuyệt vọng. Trong biệt thự bừa bộn chỉ có mình anh ngồi gục một mình. Hôm sau Miyuki đột nhiên tới. Cô tới để lấy đồ thì gặp được Tozu vẫn chưa rời đi. Nhìn xưởng phim Diamond huy hoàng một thời, cảm xúc của Tozu cuối cùng cũng bùng nổ. Nghe Miyuki nói ra suy nghĩ, dù cuộc đời cô đã bị Tozu hủy hoại hoàn toàn nhưng cô chưa bao giờ hối hận khi đến làm việc ở xưởng phim Diamond. Nhưng Miyuki cũng biết chỉ có Kuroki mới là người phụ nữ duy nhất phù hợp với Tozu. Sau cuộc hàn huyên cuối cùng, Tozu đưa Miyuki đến nhà ga. Miyuki cũng hoàn toàn rời xa anh. Nhưng trên đường về nhà, Tozu đột nhiên trông thấy trên báo tin Kuroki nhập viện. Anh phớt lờ thân phận bị coi thường của mình mà đến thẳng bệnh viện. Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi và ngăn chặn của các phóng viên và lời khuyên can của Zanko, anh đi tới phòng bệnh của Kuroki, lại trông thấy người mẹ đã lâu không xuất hiện của Kuroki đang ngồi bên giường trông. Tozu nghĩ thông, anh không gặp Kuroki mà quay người lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Sau đó, Tozu đến xưởng phim Sapphire. Những ngày đầu khởi nghiệp hiện ra trước mắt anh, kỷ niệm vui vẻ bên bạn bè, nhưng giờ đây mọi thứ đều đã thay đổi. Anh nhân lúc người khác không chú ý, lén lút tới bên tủ bảo hiểm của công ty muốn trộm đĩa chủ tác phẩm xuất đạo của Kuroki, nhưng lại bị Kosuke phát hiện. Tozu bị Toshi giận dữ ép vào tường. Bọn họ đã thoát khỏi Tozu rồi, tại sao anh lại đến làm phiền cuộc sống của họ? Cứ như vậy, Tozu bị đuổi ra khỏi cửa như con chó chết. Khi anh đang lang thang trên đường với đôi mắt trống rỗng, thì người của Furuya đột nhiên xuất hiện bắt Tozu. Thời hạn đã đến, Tozu không lấy được một xu nào từ xưởng phim Sapphire. Furuya châm một điếu thuốc sẵn sàng tiễn người bạn cũ này lên đường. Đúng lúc này, Tozu nhân lúc họ không chú ý, nhanh chóng lao ra ngoài sau đó trốn đi từ sân thượng. Furuya không quan tâm bởi vì ông ta cố tình để Tozu trốn thoát. Chỉ có như vậy, ông mới có thể danh chính ngôn thuận tới công ty Sapphire, tìm kẻ phản bội Toshi mà ông vô cùng căm ghét. Ogiwara dẫn người đập phá và cướp bóc ở Sapphire. Anh ta hống hách nói Tozu trốn thoát rồi, còn bán những người ở đây cho Furuya. Vì vậy số nợ còn lại để cho bọn họ trả. Nhìn vào công ty mà bản thân đã dày công xây dựng bị Ogiwara hủy hoại hoàn toàn, Toshi muốn khóc nhưng không có nước mắt, mọi người đều im lặng. Tozu, lại là Tozu, làm sao thì người đàn ông này mới buông tha cho họ. Bên này, Furuya vẫn tìm kiếm tung tích Tozu ở một góc của Tokyo, ngắm đàn cá piranha trong bể cá. Furuya cười nham hiểm, Tozu không bị Furuya bắt được nhưng một người không ngờ tới đã bắt được anh, đó là Toshi. Chỉ thấy Toshi lạnh mặt gọi Tozu lên xe, sau đó không nói gì mà lái xe đi thật xa. Nhìn ra cửa sổ xe vắng vẻ, Tozu dần dần có chút sợ hãi. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Toshi đưa Tozu tới một cây cầu rồi ra lệnh cho Tozu nhảy xuống. Chính là người đàn ông này, hết lần này đến lần khác hủy hoại cuộc sống của chính mình và của bạn bè. Tozu sợ hãi, anh không muốn đắp chiếu. Không ngờ Toshi lại lấy ra khẩu súng lục, xem dáng vẻ hoàn toàn không muốn tha cho anh. Tozu nhanh chóng khuyên Toshi đừng xúc động. Anh phát huy tài ăn nói của bản thân, không ngừng rát vàng lên mặt. Nhưng Toshi không còn muốn nghe những lời vô nghĩa của anh nữa. Toshi chó cùng rất dậu, anh cởi hết quần áo, hét lên bản thân bây giờ vẫn chưa thể hẹo. Toshi không nói lời nào, đối mặt với Toshi đang như chó chết đuối bắn vài phát, Toshi cũng khóc rồi. Anh lương thiện không bắn vào người Toshi mà bắn lệch toàn bộ, rồi anh lặng lẽ quay người rời khỏi Tozu điên cuồng. Anh không bem được Tozu, mà sau khi Tozu cuồng loạn thì ngồi trên cầu suốt đêm. Toshi đi làm chuyện cuối cùng trong đời. Anh tới văn phòng của Furuya, thấy Sayaka cùng Furuya ngồi trên xe lăn. Sau đó Toshi sắc mặt bình tĩnh, bắn viên đạn cuối cùng trong khẩu súng vào não của Furuya. Mà Sayaka, người phụ nữ Toshi yêu nhất, phải tận mắt chứng kiến vụ sát hại. Chiếc váy trắng của cô dính đầy vết tiết canh đỏ tươi. Sayaka ánh mắt đờ đẫn, lảo đảo rời khỏi đây. Ở cuối hành lang tối tăm, Toshi đang bị người của Furuya đánh đập. Chỉ là cô không quay đầu, Toshi sắp bay màu nhìn chăm chú Sayaka. Anh hóa vàng Furuya, rốt cuộc là vì Tozu, vì bản thân hay là vì để bem Sayaka đây? Toshi không biết, anh chỉ biết sau khoảnh khắc này, mọi người sẽ có cuộc đời mới. Chỉ là tất cả thứ này là Toshi dùng mạng để đổi lấy. Ngay sau đó là tin tức về vụ ám sát trùm băng đảng đã lên chương trình truyền hình. Chỉ là Kosuke và Rabi đều không biết Toshi và Furuya đồng quy vu tận rồi. Đột nhiên Naoko tìm tới. Lần trước hai người quấn quýt xong, Kosuke chưa từng gặp lại Naoko. Vì vậy anh rất kinh ngạc, không ngờ Naoko sẽ đến thăm, còn dẫn theo một người đàn ông, đó là vị hôn phu của cô Ozawa. Naoko thiếu cảm giác an toàn, cuối cùng vẫn
chọn Ozawa làm việc ở ngân hàng. 30 triệu tạm ứng trước đó cũng được trả lại cho Kosuke. Kosuke ngơ người nhưng sắc mặt của anh lập tức khôi phục lại bình thường. Nhờ Ozawa bảo vệ Naoko thật tốt. Kosuke đáng thương, anh âm thầm trả giá rất nhiều cho Naoko nhưng chỉ nhận được một cái ôm tạm biệt. Đợi đến khi Naoko rời đi, anh mới tựa vào cửa khóc lớn. Naoko thực sự không thích Kosuke à? Cô cũng chỉ muốn theo đuổi một cuộc sống ổn định mà thôi. Đến cả Rugby cũng bắt đầu khóc. Chỉ có ảnh nụ cười rạng rỡ của Naoko chứng minh tình cảm ngắn ngủi nhưng nồng nàn giữa cô và Kosuke. Kuroki ở bệnh viện phía bên kia cuối cùng cũng tỉnh lại. Bây giờ dưới sự giúp đỡ của bác sĩ, cô bắt đầu huấn luyện hồi phục. Một thời gian sau, Kuroki dưới sự bảo vệ của Zanko xuất viện. Đối mặt với đám phóng viên, Kuroki vứt bỏ nụ cười mà cô thường giả vờ trước ống kính, chỉ lạnh nhạt nói một câu: Kuroki là ai? Kuroki sau khi tái sinh quyết định tạm biệt hoàn toàn quá khứ của mình. Từ nay trở đi, trên thế giới không còn nhân vật Kuroki nữa mà chỉ có Megumi. Sau khi tạm biệt Zanko, Megumi rời đi cùng mẹ, quan hệ của hai người lại trở lại tốt đẹp. Lúc này Tozu đang ở đâu? Thì ra trong lòng anh cũng đã từ bỏ mọi giấc mơ, lấy ra một số đồ từ biệt thự đến lối đi dưới lòng đất và bắt đầu làm nghề bán hàng rong. Nhưng hôm đó Tozu gặp được một cố nhân, đó chính là Miyuki. Hai người xa cách đã lâu lại ngồi bên nhau, kể về những điều bất hạnh trong cuộc sống. Miyuki trở về quê hương và làm nhân viên thu ngân. Tozu lại không cho là như vậy. Anh đã hiểu rồi, trên đời không có sai lầm hay phản tình nào. Quá khứ đã qua rồi, đối với họ mà nói chỉ cần sống là đủ. Mà Takei đã lâu không xuất hiện cũng mở ra kết thúc của riêng mình. Anh đem thủ hạ của Furuya, chính là tên Ogiwara đó bắt về. Đồng nghiệp ở đồn công an đã tự tay còng tay anh. Sự thông đồng với thế lực tà ác cuối cùng cũng bị vạch trần. Điều đang chờ đợi anh cũng sẽ là án tù. Anh mỉm cười cay đắng và vươn vai, có vẻ như anh ấy đã đoán trước được kết cục của mình. Mà Kawada lại gây dựng lại xưởng phim Sapphire. Công ty phi thường cùng nhóm bạn cũ cũng xem như đứng vững trong ngành công nghiệp phim người lớn. Chỉ là Asushi nói tình hình hiện tại của Tozu cho anh. Kawada đến công viên bên bờ biển, quả nhiên tìm thấy Tozu nằm trên ghế đá phơi nắng ở đó. Tozu thực sự đã từ bỏ chính mình. Kawada cũng không ép buộc điều gì. Anh vốn không nói lại được Tozu, chỉ là lần này anh không thể tha thứ cho Tozu được. Kawada kể chuyện Toshi và Furuya đồng quy vô tận cho anh. Tozu mới hiểu thì ra cái mà bản thân gọi là trốn thoát chẳng qua là kết quả mà Toshi dùng mạng đổi lấy. Toshi cũng là người duy nhất cho dù thế nào đều sẽ lựa chọn Tozu. Nhớ tới quá khứ cùng với Toshi, tất cả những kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng hiện về trong tâm trí. Tozu cuối cùng cũng bị xúc động. Kawada cầu xin Tozu, cho dù lãng phí cuộc đời thế nào thì nhất định phải nhớ tới tai nạn của Toshi. Tozu mà Toshi theo đuổi là đạo diễn, là Tozu đầy đam mê và mị lực nhân cách. Nếu như nhất định phải sống qua loa đời này thì ít nhất cũng phải sống thành chính bản thân mình. Tozu rung động trước những lời này, sau đó cả hai đi dạo biển. Kawada bảo Tozu nhặt viên đá rồi tìm cách bán cho mình. Đây không phải là điều Tozu giỏi nhất sao? Tozu lấy đá, đôi mắt đờ đẫn dần lấy lại vẻ quyến rũ. Sau đó anh ta bắt đầu dùng âm thanh hùng hồn thuyết giảng. Kawada mỉm cười hạnh phúc, bờ biển dường như xuất hiện bóng của Toshi. Toshi cười vô cùng vui vẻ bởi vì Tozu cuối cùng cũng tìm được bản thân khiến người ta vừa yêu vừa hận, nhưng lại khiến người ta không thể cưỡng lại được. Thời gian chớp mắt đã đến năm 1994, sự âm u mà nền kinh tế bong bóng đem lại cũng dần tan biến theo thời gian. Cùng với sự nỗ lực của Zanko, Kosuke, Rugby và Kawada, hoạt động kinh doanh của xưởng phim Sapphire ngày càng phát đạt. Tuy không thể trở về địa vị bá chủ trước đây nhưng đà phát triển cũng khá ổn. Kuroki cũng là Megumi bây giờ cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ bấy lâu nay của mình, đó là đi du học ở Ý, tiếp tục đuổi theo vẻ đẹp trong trái tim. Tozu bất ngờ kết hôn với Miyuki, hai người sống như một cặp vợ chồng bình thường, còn có một đứa con. Chỉ có trên bàn có ảnh chụp chung của xưởng phim Diamond đang âm thầm nói lại những câu chuyện xưa. Đương nhiên những tờ giấy dục nợ và nguyền rủa thi thoảng vẫn được dán trên cửa nhà, nhưng đã không thể đánh bại được Tozu nữa. Anh ấy đã bắt đầu làm việc trở lại. Tozu lần nữa buông bỏ mọi tư thái và dè dặt, anh ta hoàn toàn coi mình như một chú hề đến bán quá khứ huy hoàng của mình. Hôm đó, nhà sản xuất phim bất ngờ gọi tới nói công ty phá sản do thất thoát tài chính nên buổi quay chụp bị hủy, bảo Tozu về nhà. Nghe thế, Tozu đột nhiên cởi áo choàng tắm vác máy quay lên, kéo nữ diễn viên đến đường phố đông người. Ngay cả khi không có studio, ở trên đường lớn chẳng phải cũng có thể quay sao? Tozu vẫn điên cuồng như xưa. Đương nhiên Tozu điên cuồng cũng khiến cảnh sát chú ý. Lại là tên khốn Tozu này, cảnh sát nhìn người quen đã nhiều lần vào tù trước mặt thì rất tức giận. Trên đường phố Tokyo lại có một màn đuổi bắt nhảm nhí. Cuối cùng Tozu đã bị bắt, anh ngẩng đầu lên đối mặt với camera nói, lúc muốn hẹo thì cứ nhìn xuống vì dưới tầng thấp hơn còn có tôi. Bộ phim truyền hình Nhật Bản The Naked Director đến đây là hết. Sau hàng chục năm làm việc chăm chỉ, Tozu và những người xung quanh Tozu ai cũng có cái kết của riêng mình. Kết cục này đương nhiên không thể coi như tốt đẹp, nhưng cũng là trái đắng mà Tozu cứng đầu phải gánh chịu. Cởi bỏ vỏ ngoài phim tình sắc và phê phán với nhân vật chính, những lời cuối cùng Tozu nói ở phần cuối có lẽ là chủ đề mà toàn bộ phim muốn thể hiện. Các bạn thân mến, trên đường đời phải luôn sống ngẩng cao đầu. Được rồi, phần review hôm nay tới đây thôi. Mong mọi người sẽ thích và ủng hộ. Cũng có thể phát biểu góc nhìn của bạn về video này ở khu vực bình luận. Nhớ theo dõi nhé. Tạm biệt.